Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 37. Giữa rừng núi, mấy tên nam tử một mặt cười dâm đãng, một nữ tử váy dài màu tím nhạt nằm dưới mặt đất, dáng người uyển chuyển khiến mấy tên nam tử trông mòn con mắt. Thiếu nữ chính là Đoạn Tinh Nguyệt, nàng một bộ váy dài màu tím nhạt như nhược tiên hạ phàm, khuôn mặt tinh xảo giòn non ướt át, suy đạn có thể phá. Bên trong mấy nam tử, cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, lại là một thiếu gia ăn chơi. Áo bào trắng thanh niên tên là Y Quý Chu, ban đầu ở Chân Kỳ Đại Hội đã từng cùng Y Thiên Linh phát sinh tranh chấp, về sau bởi vì muốn bắt Tiểu Kim làm sủng vật, còn bị Tiêu Phàm tát hai bàn tay. Đương nhiên, Tiêu Phàm cho dù nhìn thấy, đoán chừng cũng nhớ không nổi khuôn mặt hắn, người như vậy căn bản không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ta cam đoan sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Y Quý Chu ma quyền sát trưởng, giống như con sói đói nhào lên. Bốn phía mấy người nhìn khuôn mặt Đoạn Tinh Nguyệt cũng không nhìn được nuốt nước miếng, tựa như hận không thể xông lên. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy từng đoàn chất lỏng kích xạ trên mặt Y Quý Chu. Con mẹ nó, ai đang chảy nước bọt? Y Quý Chu nổi giận mắng. Lời còn chưa dứt, hắn liền trừng lớn hai mắt, con người bỗng nhiên rung rung, hai chân dọa đến cũng có chút nhũn ra. Mấy người xung quanh hắn tất cả đều trở thành thi thể không đầu, thứ bắn trên mặt hắn không phải là nước bọt, mà là máu tươi. Ai, thời khắc kinh khủng, Y Quý Chu bị dọa đến ngã ngồi ở mặt đất, con người liếc nhìn lấy bốn phương tám hướng, không ngừng lui về sau. Vừa mới lui ra phía sau vài mét, Y Quý Chu bỗng ngừng thân hình. Chỉ cảm giác tay mình sờ đến một chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về trên không phía sau nhìn lại. Chỉ một thoáng, một khuôn mặt băng lãnh phản chiếu ở trong mắt Y Quý Chu, khiến Y Quý Chu bị dọa đến vãi cả linh hồn. Tiêu Phàm, bờ môi Y Quý Chu có chút run lên, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn nào sẽ nghĩ đến, bản thân bắt người thần châm các, Tiêu Phàm chủ nhân thần châm các vậy mà đuổi theo. Không đúng. Hắn không phải rời đi Ly Hỏa Đế Đô à, tại sao đột nhiên trở về? Hơn nữa thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng lúc bản thân chuyện tốt. Tiêu Phàm, người nghe ta nói. Y Quý Chu bị dọa đến bỏ người, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm nói, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm đến Ninh Vô Thánh cũng dám giết, làm sao có thể buông tha hắn đây, thậm chí bởi vì hắn, toàn bộ Y gia đều có thể gặp phải xui xẻo. Phốc, lời còn chưa dứt. Một đạo huyết kiếm từ trên cổ hắn bắn ra, Y Quý Chu bưng bít lấy cổ mình, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun mạnh ra. Nghe loại người cặn bã như ngươi nói nhảm, bẩn lỗ tai ta. Tiêu Phàm xì một ngụm đàm, giết một cái Y Quý Chu đối với hắn mà nói, căn bản là sự tình trong nháy mắt. Sau đó con người hắn rơi trên người Đoạn Tinh Nguyệt đang hôn mê, lấy ra một mai kim châm, đâm vào mi tâm Đoạn Tinh Nguyệt, thời gian hai cái hô hấp. Đoạn Tinh Nguyệt bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt co do thân thể, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Là ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn biết rõ ký ức Đoạn Tinh Nguyệt còn dừng lại trước khi hôn mê. Tiêu công tử. Trong mắt Đoạn Tinh Nguyệt vui vẻ, lập tức đánh giá quần áo thân thể, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chẳng qua là khi ánh mắt nàng rơi vào trên người Y Quý Chu, lại lóe qua quang mang lạnh như băng. Lấy trí tuệ nàng, tự nhiên liếc mắt liền đoán được cái gì. Đoạn Tinh Nguyệt lại đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, quỳ trên mặt đất nói, đa tạ Tiêu công tử thay ta giết Y Quý Chu báo thù. Đứng lên đi, cùng ta nói một chút, đây là chuyện gì? Tiêu Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Y gia phủ đệ, Bắc Thần Phong, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ba người cơ hồ đem Y phủ đi dạo một vòng, nhưng khiến bọn hắn thất vọng là... căn bản không phát hiện thân ảnh Y Quý Chu. Tiểu Minh cùng Tiểu Kim cũng không có phát hiện khí tức Đoạn Tinh Nguyệt, điều này khiến Bắc Thần Phong càng thêm bối rối. Bắc Thần Phong, các ngươi tìm cũng tìm rồi, hiện tại tin tưởng ta không có lừa gạt các ngươi chứ. Y Trung Đường một mặt ngạo nghễ, con ngươi lại lạnh băng vô cùng, hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, ngay trước mặt tất cả tu sĩ bên ngoài, hướng Y ra ta xin lỗi, nói Bắc Thần Phong ngươi hung hăng càn quấy. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, để hắn nói xin lỗi ngược lại không khó, chỉ là Đoạn Tinh Nguyệt đâu. Bắc Thần Phong, Tinh Nguyệt đâu? Cũng đúng lúc này, thanh âm Tần Mộng Điệp vang lên, nàng một mực sốt ruột chờ ở bên ngoài,
nhìn thấy Bắc Thần Phong chỉ mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi ra, lại không thấy thân ảnh Đoạn Tinh Nguyệt, sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Mộng Điệp, ta, Bắc Thần Phong hít sâu một cái, trong mắt lóe lên vẻ tự trách. Hiện tại Thái Dương cũng đã xuống núi, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tìm kiếm Đoạn Tinh Nguyệt, coi như hiện tại lập tức tìm ra nàng, đoán chừng cũng đã tao ngộ độc thủ. Lấy loại người y quý Chu Tiểu Tính này, đoán chừng sẽ không để lại người sống. Bắc Thần Phong, đừng nói sang chuyện khác, người dù sao cũng là tôn tử Bắc Lão, sẽ không nói chuyện giống như đánh giấm chứ. Y Trung Đường cười gần nói, rất có vài phần đắc ý. Mặc dù hắn vừa mới cũng lau một vệt mồ hôi lạnh, sợ con trai y quý Chu đem Đoạn Tinh Nguyệt vụng trộm ở khu vực y phủ, nhưng hiện tại có thể đánh mặt Bắc Thần Phong khiến trong lòng hắn thập phần sảng khoái. Một tát này, đánh giống như không phải mặt Bắc Thần Phong, mà là mặt Bắc Lão. Bắc Thần Phong ta nói, tự nhiên giữ lời. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Y Trung Đường, ngươi tốt nhất cầu nguyện con trai của ngươi làm sạch sẽ một chút, bằng không mà nói, ta muốn y ra ngươi không được an bình. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là tôn tử Bắc Lão, ta liền không dám giáo huấn ngươi. Y Trung Đường âm thanh lạnh lùng nói. Giáo huấn, chỉ bằng Y Trung Đường ngươi, nói câu không dễ nghe. Chỉ cần lão bất tử chiến đế y ra ngươi đừng đi ra, y ra ngươi có bao nhiêu, ta có thể giết bấy nhiêu, ngươi có tin không? Bắc Thần Phong cười lạnh nói, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Y Trung Đường không biết nói gì, hắn ngược lại quên Bắc Thần Phong là thiên tài số một số hai, bây giờ đều nhìn không thấu hắn, lại tại sao có thể là đối thủ Bắc Thần Phong đây, tâm tính hắn còn bảo trì tại nhiều năm trước kia mà thôi. Trở lại chuyện chính, nói xin lỗi đi. Y Trung Đường biết rõ trên thực lực là không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể từ trong lời nói giáo huấn Bắc Thần Phong. Ầm ầm, vừa dứt lời, đột nhiên mấy đạo thanh âm va chạm vang lên, ngay sau đó, mấy cái hắc cầu hướng dưới chân Y Trung Đường lăn đi. Bất thình lình một màn này khiến tất cả mọi người không biết vì sao, chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng hắc cầu nhấp nhô là cái gì lúc, rất nhiều người hít một hơi lạnh. Đầu người, lại là đầu người, đây là ai? Cái kia có vẻ như có một cái là y quý chu đã bị người khác giết. Là ai làm, đây là ăn tim gấu gan báo sao? Liền người nhà y ra cũng dám giết, hơn nữa còn dám đem người đầu vứt ở đây. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó nhao nhao hướng về nhìn bốn phía, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Quý chu, con ta, a y chung đường nhìn thấy đầu lâu y quý chu. Ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay run rẩy ôm đầu y quý chu, sát khí cuồn cuộn từ trên người hắn bộc phát ra. Dám giết con ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Y Trung Đường dốc hết toàn lực gào thét, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Gần như đồng thời, tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào hai đạo thân ảnh đi tới. Tiêu Phàm, sát thần trở về. Hắn không phải rời Ly Hỏa Đế Đô sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Cái kia hình như là con trai của Y Trung Đường Y Quý Chu, bị Tiêu Phàm giết. Y ra đoán chừng lại thảm rồi. Đám người thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh, con người trong nháy mắt rơi trên người thanh niên mặc áo đen kia, trong mắt đều là kinh ngạc và vẻ chấn động. Người tới chính là Tiêu Phàm và Đoạn Tinh Nguyệt, Tiêu Phàm rời đi nửa năm, vẫn không có bị người quên lãng. Rất nhiều người vừa nghe đến Tiêu Phàm liền trợn to hai mắt. Tiêu sư thúc, Bắc Thần Phong cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trở về lúc này, hơn nữa còn cùng Đoạn Tinh Nguyệt cùng một chỗ, nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tinh Nguyệt, Tần Mộng Điệp bước nhanh xông lên, trong mắt hơi nước bốc hơi. Yên tâm, ta không sao. Đoạn Tinh Nguyệt cười một tiếng. Gia hiệu Tần Mộng Điệp đứng ở một bên, nàng biết Tiêu Phàm còn có một chút sự tình phải xử lý. Tiêu Phàm, là ngươi giết con ta. Sát khí trên người Y Trung Đường chậm rãi thu liếm, đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại kiêng kỵ nồng đậm. Nửa năm trước hắn có thể giết chết Ninh Vô Thánh, bây giờ nửa năm trôi qua, Tiêu Phàm lại cường đại như thế nào rồi? Đương nhiên, điều này còn không phải thứ Y Trung Đường kiêng kỵ nhất, hắn kiêng kỵ nhất là sư tôn Tiêu Phàm. Đây chính là hung nhân có thể vô thanh vô tức diệt Ninh gia đó. Nếu như sư tôn Tiêu Phàm xuất thủ đối với y gia sao có thể là đối thủ? Là ta giết.
sắc mặt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Y Trung Đường ngậm miệng không nói gì, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng liền thừa nhận như vậy, hắn lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm là căn bản không e ngại y ra hắn. Hắn cặn bã như vậy nên phải chết, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ nhà lành, dạng sự tình này đều làm ra, giết hắn là đã nhân từ cho hắn. Bắc Thần Phong cười lạnh nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Bắc Thần Phong, tên gia hỏa này có vẻ như thời gian nửa năm không gặp, hoạt bát hơn rất nhiều, ngay cả lời đều nói nhiều hơn. Không sai, dạng cặn bã này đoán chừng làm không ít sự tình dạng này, nên giết. Tần Mộng Điệp cũng phụ họa nói, lần này Đoạn Tinh Vũ bị cướp đi, vậy lần sau thì sao, có phải sẽ đến phiên nàng hay không? Tần Mộng Điệp tự nhiên hy vọng người như vậy đều chết. Tiêu Phàm bĩu môi, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Tần Mộng Điệp, đây chính là cái gọi là phu sướng phụ tùy sao. Tần Mộng Điệp cũng giống như nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, sắc mặt hơi đỏ lên, lộ ra thần sắc thẹn thùng. Y Trung Đường lạnh lùng liếc mắt chừng Tần Mộng Điệp, lại nhìn về phía Bắc Thần Phong nói, Bắc Thần Phong, ngươi một đến hai, hai đến ba vu hãm con ta, thật sự cho rằng ta người nhà y ra dễ bị ức hiếp sao? Hắn không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, chỉ có thể châm đối Bắc Thần Phong. Vu hãm, ta có vu hãm hắn sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, người nhà y ra ngươi trong mắt của ta, xác thực dễ ức hiếp. Bắc Thần Phong mặt coi thường nói. Hắn e sợ thiên hạ không loạn, một y ra hắn thật đúng là không để trong lòng. Ngươi có chứng cứ gì? Đoạn Tinh Nguyệt không phải ở chỗ này à? Mắc mớ gì đến con ta? Y Trung Đường trầm giọng nói, hắn có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Vô luận là Bắc Thần Phong hay là Tiêu Phàm, hắn đều không phải là đối thủ, nếu quả thật khai chiến, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí sẽ liên lụy đến y gia. Lui, y gia mặt mũi ở đâu? Huống chi, đầu con trai của hắn bày ở trước mặt hắn, chẳng lẽ dũng khí báo thù giết con đều không có sao? Chứng cứ, ta nói chuyện chính là chứng cứ, y Quý Chu, cần phải chết muôn lần. Đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Một nữ nhân của huynh đệ Tiêu Phàm đều dám chạm vào, hắn làm sao có thể buông tha đây? Đoạn Tinh Nguyệt bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nhưng nếu như bản thân không kịp thời trở về, Đoạn Tinh Nguyệt há không phải đã tao ngộ độc thủ. Bản thân về sau cùng Ảnh Phong bàn giao như thế nào? Ta nói chuyện chính là chứng cứ. Lời nói Tiêu Phàm bá đạo lượn lờ trên không trung, không ít người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, người nhà y ra sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất là Y Trung Đường, hắn đường đường là nhị gia y gia, lúc nào biệt khuất qua như thế. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm, hắn lại không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Y Trung Đường không thể không lui một bước, con trai của hắn cho dù là chết, dù biết là Tiêu Phàm giết Y Quý Chu, hắn cũng không dám tìm Tiêu Phàm báo thù. Đám người kinh ngạc nhìn Y Trung Đường, bọn hắn không nghĩ tới Y Trung Đường vậy mà nhượng bộ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà theo khiến tất cả mọi người hít một hơi lạnh là Tiêu Phàm cũng không có tính toán buông tha việc này. Đến đây thì thôi, ngươi là nói với ta sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Y Trung Đường biệt khuất tới cực điểm, bản thân nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào? Ta nghĩ như thế nào, vậy liền nói thật cho ngươi biết, chỉ cần y ra ngươi làm hai chuyện. Việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng đảo qua đám người y ra. Đám người nín thở ngưng thần nhìn Tiêu Phàm, vểnh tai nghe, bọn hắn rất muốn biết Tiêu Phàm muốn như thế nào mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Chuyện thứ nhất, đem y phi mạch giao ra, ân oán lần trước hiện tại cũng nên kết. Ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, vừa nghĩ tới y phi mạch, sát tâm Tiêu Phàm liền nổi lên. Bản thân lại nhiều lần buông tha y phi mạch. Nhưng hắn vậy mà muốn mình chết, chạy đi Ninh gia mật báo, Tiêu Phàm ghét nhất chính là bậc tiểu nhân này. Nếu như y phi mạch không phục, tự tìm Tiêu Phàm mình báo thù, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ không quá đặt ở trong lòng, thậm chí sẽ xem mặt mũi y vân, không cùng y ra là địch. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không định buông tha y phi mạch, trừ y vân, Tiêu Phàm đối với người nhà y ra cũng không có cảm giác tốt đẹp gì. Tiêu Phàm đã sớm muốn tìm y phi mạch báo thù. Chỉ là bởi vì sát phương thí luyện trì hoãn đến hiện tại, lấy thực lực hắn hiện tại cũng không cần e ngại y ra.
Sát tâm Tiêu Phàm nổi lên, vô luận ai tới đều không kìm được. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Y Trung Đường tái nhợt, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tìm Y Phi Mạch là vì cái gì, nguyên bản hắn coi là việc này đã qua, không nghĩ tới hiện tại Tiêu Phàm lại nhắc lại. Chuyện thứ hai, rời khỏi vị trí gia chủ, dạy dỗ nhi tử phế vật dạng này, ta xem cũng không tất yếu tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia chủ Y gia. Tiêu Phàm thấy ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra. Tiêu Phàm, ngươi làm càn. Y Trung Đường gầm lên một tiếng, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như tùy thời có thể cùng Tiêu Phàm liều mạng. Làm càn, ta liền làm càn thì như thế nào? Sắc mặt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, còn người u lãnh nhìn chằm chằm Y Trung Đường nói, đúng rồi, người cặn bã như Y Quý Chu, ngươi là thân là phụ thân hắn, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi! Y Trung Đường tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng quả thực là một câu cũng nghẹn không ra. Phốc, lời nói chưa dứt thanh âm, một vệt sáng từ trên người Tiêu Phàm thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Y Trung Đường, một màn này chẳng ai ngờ tới. Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh, liền ra tay với Y Trung Đường, đây cũng quá bá đạo rồi. Y Trung Đường không thể tưởng tượng nổi nhìn lồng ngực của mình, một cỗ gió mát cảm giác siêu siêu, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà bay thẳng đến xuất thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ yếu nhất là, hắn đường đường là hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, Tiêu Phàm lại cường đại đến thế nào rồi. Ta không có kiên nhẫn, lần tiếp theo sẽ không trạch hướng hồn hải ngươi nữa, ngươi không có quyền nói chuyện, vậy liền kêu người có trọng lượng tới nói chuyện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sát khí lặng yên tràn ngập mà mở. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Tiêu Phàm. Y Trung Đường bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn một chút cũng không nghi ngờ, Tiêu Phàm thực có can đảm giết hắn. Cái gì mối thù giết con đã sớm bị hắn ném lên 9 tầng mây, trong lòng Y Trung Đường chỉ muốn tên sát tinh Tiêu Phàm này nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Tiêu Phàm một chút cũng không muốn rời đi. Y Trung Đình, Y Phi Mạch còn chưa cút ra, đừng trách ta đại khai sát giới. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm lên. Hai cha con này thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Chẳng lẽ là không ra, Tiêu Phàm liền không làm gì được các ngươi sao? Tâm thù hận cũ, hiện tại vừa vặn cùng tính một lượt, muốn trách thì trách tử tôn Y ra ngươi không có mắt, khắp nơi muốn đưa ta vào chỗ chết không nói, còn dám vũ nhục nữ nhân của huynh đệ ta. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, toàn bộ đều câm như hến, tất cả bọn hắn đều bị sát khí trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Tên gia hỏa này biến mất nửa năm, vừa về đến liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ hắn diệt một Ninh gia còn chưa đủ, còn muốn diệt Y gia sao? Nếu như là bình thường, mọi người khẳng định không tin Tiêu Phàm có thể làm được, dù sao Y gia cũng là thế gia ngàn năm, nội tình làm sao có thể đơn giản. Nhưng có Ninh gia là vết xe đổ, Tiêu Phàm có lẽ không có năng lực này, nhưng sư tôn hắn thì có thể, hủy diệt một Y gia đoán chừng cũng không phải sự tình nhiều khó khăn. Đám người Y Trung Đường lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm mắng cái tên điên Tiêu Phàm này. 3. Tiêu Phàm lời nói băng lãnh vang lên, hắn đã bắt đầu đếm ngược, ngay lúc đó, hắn đi từng bước một hướng cửa ra vào Y gia. Đám người cũng biến thành khẩn trương, không ít người bắt đầu nhao nhao rút lui, sợ tai bay vạ gió. 2. Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, trên người phát ra sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Biến thành thực chất hóa kiếm khí, nhiệt độ bốn phía cũng bỗng hạ thấp mấy độ. Sắc mặt Y Trung Đường tái nhợt vô cùng, một tay bưng bít lấy ngực, kinh khủng hướng hậu phương thối lui, Y ra những người khác càng là dọa đến trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiêu Phàm, người đừng khinh người quá đáng. Lúc Tiêu Phàm chuẩn bị nói ra một chữ cuối cùng, từ cửa đại điện truyền đến một tiếng gầm, lại nhìn thấy Y Phi Mạch một bộ áo trắng đứng ở đó, sắc mặt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Y Phi Mạch, Tiêu Phàm mặt coi thường, hai mắt nhắm lại, nghiền ngẫm nói ra, khinh người quá đáng. Y Phi Mạch ngươi cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Sự tình lần trước là ta không đúng, nhưng nếu như không phải ngươi không cho ta tranh đoạt long hồn quả, ta như thế nào lại đối phó ngươi? Sắc mặt Y Phi Mạch coi như bình tĩnh. Trên người hắn tản ra khí tức như có như không, chỉ là khí tức không kém gì chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Rất hiển nhiên. Thời gian nửa năm Y Phi Mạch cũng đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa vừa mới đột phá không được lâu.
Tiêu Phàm nghe vậy, khịt mũi coi thường nói, ta không cho ngươi tranh đoạt long hồn quả. Thực sự là cực kỳ buồn cười, nếu như thực lực ngươi đủ, ai có thể ngăn cản ngươi. Đã nói là tranh đoạt, tự nhiên là dựa vào thực lực y phi mạch ngươi không được, tự nhiên không có tư cách có được long hồn quả. Tu sĩ bốn phía không khỏi gật đầu, nếu là tranh đoạt thì bằng vào thực lực nói chuyện, y phi mạch ngươi thực lực không bằng Tiêu Phàm, lại có thể đổ lỗi cho ai. Y phi mạch trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lập tức con ngươi rơi vào trên người Đoạn Tinh Nguyệt, nói chuyện này tạm thời không nói, coi như đường đệ ta cướp nàng đi, người này cũng không có tổn thương, Tiêu Phàm ngươi cũng không cần ép đường đệ ta vào chỗ chết chứ. Y phi mạch, ngươi đúng là đổi trắng thay đen, cho dù ta giết nhầm, ngươi lại có thể làm gì? Tiêu Phàm nhe răng cười, y phi mạch ngươi không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách Tiêu Phàm ta ngang ngược. Ngươi, y phi mạch khó thở, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chiếu theo y phi mạch ngươi nói như vậy, ta trước tiên có thể đem tất cả nữ nhân y ra đều bắt đi, chỉ cần làm cho các nàng không tổn thương là được, có đúng không? Tiêu Phàm lại nói, nếu như không phải hắn vừa lúc đi ngang qua, ai biết rõ Đoạn Tinh Nguyệt sẽ như thế nào? Nhìn thấy y phi mạch muốn mở miệng, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, huống hồ, sự tình lần trước không phải ngươi nói, có vẻ như ta mới là người bị hại. Ngươi muốn tính, cũng được, vậy liền lăn tới chịu chết đi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không bay lên, thù mới hận cũ cộng lại, Tiêu Phàm đã không dự định buông tha y phi mạch, cho dù không có sự tình Đoạn Tinh Nguyệt, Tiêu Phàm chỉ cần gặp gỡ y phi mạch đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi muốn chiến một trận. Cùng ngươi chính là ta. Y phi mạch mị mị hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn ngập khinh thường, ta đã đụng chạm đến biên giới ý chí, dù là hoàng phủ chiến hoàng cũng có thể chém giết, giết Tiêu Phàm ngươi dễ như trở bàn tay. Y phi mạch cầm trường kiếm trong tay đạp không mà lên, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người hắn nở rộ ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Đám người phía dưới trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn không chung. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm rốt cuộc lại cùng y ra đánh nhau. Bắc Thần Phong, Tiêu Phàm hắn, Tần Mộng Điệp cảm nhận được khí thế trên người y phi mạch, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bắc Thần Phong mặc dù có chút ghen tuông, nhưng vẫn an ủi, yên tâm đi, không có việc gì, người không thấy được sư thúc căn bản không thèm để ý thực lực tên kia sao. Ừ, Tần Mộng Điệp lúc này mới gật đầu, cùng Đoạn Tinh Nguyệt thần sắc khẩn trương nhìn không chung. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Đương nhiên là Tiêu Phàm rồi, Nam Cung Thiên Giật, Ninh Vô Thánh đều có thể giết, y phi mạch tại sao có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm mất tích thời gian nửa năm, sớm tại hơn nửa tháng trước, y phi mạch đã đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, trở thành cường giả hoàng phủ chiến hoàng. Hoàng phủ chiến hoàng lại như thế nào? Ninh Vô Thánh thiên phú chẳng lẽ so với y phi mạch yếu hơn sao? Không phải vẫn bị Tiêu Phàm chém chết à? Đám người ngươi một lời, ta một câu, có xem trọng y phi mạch, cũng có xem trọng Tiêu Phàm, càng nhiều người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu trận chiến này. Dù sao, trên người y phi mạch phát ra khí tức quá là đáng sợ, so với hoàng phủ chiến hoàng bình thường còn muốn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là y phi mạch nửa năm trước sao? Ngươi quá xem thường người trong thiên hạ. Y phi mạch nhe răng cười, một cỗ ba động huyền diệu xông thẳng đến Tiêu Phàm. Đó là ý chí hắn lĩnh ngộ, hắn thấy nếu như ý chí có thể trong nháy mắt phá tan Tiêu Phàm, cũng không cần phải xuất thủ. Đáng tiếc, khiến hắn thất vọng là sợ ý chí đang hướng vào Tiêu Phàm bỗng nhiên cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Nửa năm trước, ngươi trong mắt ta chỉ là một đống cứt chó, hiện tại ngươi cả cứt chó đều không bằng. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Liền cứt chó đều không bằng. Nghe nói như thế, sắc mặt y phi mạch tái nhợt, hai mắt chậm rãi biến đỏ bừng, mạch máu trên cổ tăng vọt, hồn lực đáng sợ ba động dập dờn tản mở. Nguyên bản hắn tưởng Tiêu Phàm sẽ kiêng kỵ hắn mấy phần, nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm đối với hắn càng thêm khinh thường, điều này khiến y phi mạch bình tĩnh như thế nào được. Đi chết đi, y phi mạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh bại lộ, dường như thân thể đều muốn nổ tung. Trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra một vẻ điên cuồng, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Trên người y phi mạch phóng khí thế cường đại khiến không gian đều hung ác run rẩy một cái, một cỗ ý chí lăng lệ xông thẳng não hải Tiêu Phàm,
Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu khẽ run lên. Ý chí trùng kích sao? Vừa rồi đều vô dụng, bây giờ còn đến. Tiêu Phàm mặt coi thường, đứng ở trên không không nhúc nhích. Đi, Y Phi Mạch điên cuồng gào thét một tiếng, quanh thân hắn còn quấn từng đạo huyết sắc kiếm khí tựa như thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, có từng đầu hỏa phượng bay múa ở trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sắc kiếm khí đầy trời mãnh liệt đánh xuống, toàn bộ hướng đến Tiêu Phàm. Nương theo tiếng vang xèo xèo truyền ra, ánh kiếm màu đỏ đem vị trí không gian Tiêu Phàm bao phủ. Khóe miệng Y Phi Mạch hiện ra một tia cười lạnh, hắn thấy Tiêu Phàm bị hỏa diễm kiếm khí hải bao phủ, cho dù không chết cũng tàn phế. Phốc, một tiếng vang giòn, nụ cười trên mặt Y Phi Mạch cứng đờ, chỉ thấy một đạo bạch quang tại hư không xuất hiện, hỏa diễm kiếm khí hải một phân thành hai, rõ ràng là vật vô hình, lại bị chém mở ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lúc này mới có một chút người lấy lại tinh thần, biết bạch quang kia là một đạo kiếm khí. Kiếm khí này cũng quá đáng sợ, hai hỏa diễm kiếm khí hải đều bị chém ra. Y Phi Mạch càng khó mà bình tĩnh, một kích này có thể chém giết Hoàng Phủ Chiến Hoàng, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại phá giải. Nói ngươi cả cước chó đều không bằng, ngươi còn không tin. Tiêu Phàm cười lạnh, còn có thủ đoạn gì mau chóng lấy ra, bằng không ngươi ngay cả cơ hội ra chiêu đều không có. Ta ngay cả cơ hội ra chiêu đều không có. Y Phi Mạch nhe răng cười. Tiêu Phàm ngươi đúng là khẩu khí thật lớn, vậy liền để ngươi chết càng thê thảm hơn một chút. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Y Phi Mạch đột nhiên xuất hiện một mảnh biển lửa to lớn, tự tin xem xét, lại có một đầu hỏa hồng hỏa điểu ở trong đó bay múa, bay lượn. Một cỗ khí tức nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, thân hình Y Phi Mạch lóe lên, cùng hỏa điểu hòa làm một thể, cả người khí thế tăng vọt. Bát phẩm chiến hồn, phượng vĩ hỏa điểu. Tiêu Phàm cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhiệm vụ ngũ tinh lần trước trong sát phương thí luyện, mục tiêu không phải là phượng vĩ hỏa điểu sao. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, chiến hồn Y Phi Mạch vậy mà cũng là phượng vĩ hỏa điểu. Liền phượng vĩ hỏa điểu chiến đế cảnh hắn đều không để trong mắt, huống chi chỉ là chiến hồn. Tiêu Phàm, nếm thử tư vị bị hỏa diễm thiêu đốt đi, ha ha, người sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Y Phi Mạch ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Cho tới nay, hắn đều rất ít thi triển lực lượng chiến hồn, dù là lần trước bên trong cổ địa bí cảnh hắn cũng không phát ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, hắn vẫn phải trước mặt nhiều người như vậy thi triển lực lượng chiến hồn. Y Phi Mạch, đáng tiếc chúng ta vốn không phải là bằng hữu, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn như không thấy. Làm bạn, ngươi bây giờ nghĩ cùng ta làm bạn, ngươi có phải cảm thấy chậm rồi hay không? Y Phi Mạch cười giận dữ nói. Giờ phút này hắn tràn ngập một loại dã tính, giống như một đầu hung thú nhốt trong lồng đột nhiên phóng xuất, hắn muốn thỏa thích phát tiết cỗ lệ khí này. Thân làm thiên bảng đệ tứ, những năm gần đây hắn một mực bị Ninh Xuyên, Sở Khinh Cuồng cùng Nam Cung Thiên Giật đè lên, mặc dù Ninh Xuyên siêu việt nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ Sở Khinh Cuồng cùng Nam Cung Thiên Giật. Nhất là lần trước trong cổ địa bí cảnh, hắn lại không thể thần phục Nam Cung Thiên Giật, việc này khiến hắn đối với chính mình cũng sinh ra một cỗ chán nản. Về sau lại bị Tiêu Phàm xua đuổi, không có được long hồn quả, Y Phi Mạch đã đến biên giới bạo tẩu, lúc ấy hắn liền thề, nhất định phải giết Tiêu Phàm và Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật đã chết, hắn cũng chỉ có thể tìm Tiêu Phàm báo thù, vì vậy hắn tốn một chút đền bù đi theo Đại Long Đế Triều phi đội chiến thuyền rời cổ địa bí cảnh. Đem cái chết Ninh Xuyên tiết lộ cho Ninh gia. Hắn thấy, lấy thực lực Ninh gia muốn giết Tiêu Phàm khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm trực tiếp diệt Ninh gia, về sau hắn liền liều mạng tu luyện, rốt cục có thành tựu bây giờ. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Y Phi Mạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười to nói, ha ha, Tiêu Phàm, tư vị tuyệt vọng như thế nào? Không được tốt lắm, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không được tốt lắm, con người Y Phi Mạch băng lãnh, một tiếng kêu to, cả người bỗng nhiên phóng lên tận trời, hỏa diễm kiếm vũ đầy trời từ trên cao chảy xuống, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, sợ bị dự uy tác động. Tiêu Phàm đứng ở đó, bất phi sở động, quỷ dị là,
những hỏa diễm kiếm vũ kia khi ở gần hắn ba thước, tất cả đều đột nhiên rẽ ngoặt tránh Tiêu Phàm, ngàn vạn kiếm vũ không có một kiếm chạm trên người Tiêu Phàm. Không có khả năng, ánh mắt Y Phi Mạch lộ ra vẻ không tin, lập tức gầm thét một tiếng, kiếm vũ mạn thiên. Kiếm vũ càng ngày càng nhiều, bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm, đám người đã thấy không rõ bóng dáng Tiêu Phàm bên trong kiếm hải, hai người Tần Mộng Điệp cùng Đoạn Tinh Nguyệt vô cùng khẩn trương. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại thập phần nhàn nhã đứng ở đó, tựa như buồn ngủ, nếu như nói còn có ai biết cách làm người của Tiêu Phàm, trừ Tiểu Kim ra không còn ai khác. Tiêu Phàm nếu không sợ, vậy đã nói rõ hắn rất nắm chắc. Ngươi chơi chán rồi chưa? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong kiếm vũ đầy trời đi tới, áo bào đen phần phật, tóc dài bên trong hỏa diễm loạn vũ, phiêu giật mà thoải mái. Kiếm vũ kia thậm chí ngay cả y phục hắn đều không đụng phải, lại nói giết hắn như thế nào đây? Ngươi chơi chán rồi chưa? Nghe nói như thế, trong lòng đám người bỗng nhiên run rẩy. Thực lực Y Phi Mạch cũng không yếu hơn tuyệt thế chiến hoàng và chiến đế sơ kỳ, người vậy mà nói hắn đang chơi. Trần Trụi miệt thị, hoàn toàn khinh thường, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Y Phi Mạch cũng không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh, khí tức trên người hắn tuyệt đối không phải chiến đế, nhưng hắn vì sao lại mạnh như vậy? Tiêu Phàm không nói, chậm rãi rút kiếm xuất thủ, theo một đạo bạch sắc lưu quang lóe qua, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, giống như một đạo tiếng sấm, xông thẳng não hải Tiêu Phàm mà đến, thân ảnh Tiêu Phàm từ hư không hiển lộ ra. Vừa mới một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy não hải run lên bần bật, chỉ có chiến đế cảnh mới có ý chí uy áp đánh thẳng vào đầu óc hắn, hơn nữa, không chỉ là chiến đế sơ kỳ. Dù Tiêu Phàm ý chí không yếu, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, tu la kiếm trong tay hắn còn chảy xuống máu tươi. Màu đỏ tươi kiểu diễm như vậy. À ngay sau đó, hư không truyền đến tiếng Y Phi Mạch kêu thảm thiết, một cánh tay hắn từ vị trí bả vai bị chặt đứt, máu tươi cuồng phun. Nếu như không phải âm thầm có người quát như sấm, Tiêu Phàm một kiếm kia, khả năng liền không chỉ là chạm một cánh tay hắn, mà là trực tiếp đem hắn phân thây. Còn người Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn tứ phương, lại không nhìn thấy bất luận thân ảnh nào, thân thể hắn chậm rãi rơi vào phía trên y gia phủ đệ. Con người càng ngày càng băng lãnh. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm lần nữa rơi vào trên người Y Phi Mạch, sát ý càng đậm. Tiểu bối, người lưu lại một đường, Y Phi Mạch đã bại, người còn muốn như thế nào? Hư không một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên, cách Tiêu Phàm trăm trượng có hơn, đột nhiên xuất hiện ra một đạo thân ảnh, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Ánh mắt chuyển qua, đôi mắt Tiêu Phàm nhìn về đạo thân ảnh hư không nơi xa. Sát khí trong con người lấp lóe. Đó là một lão đầu tóc hoa râm, mặc cẩm bào đường viền bạch sắc, tóc trắng choàng sau vai, đầu đội ngọc phiến, lộ ra quý khí bức người, rất có một phen vận vị tiên phong đạo cốt. Khí thế trên người hắn phiêu hốt bất định, căn bản bắt không kịp, Tiêu Phàm đều nhìn không thấu, nhất định là chiến đế cảnh không thể nghi ngờ. Ngươi cho là ta là muốn đánh bại hắn để tìm đến cảm giác thành tựu sao? Tiêu Phàm coi thường lão giả áo bào trắng mặc dù khiến hắn kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới cấp độ e ngại. Lông mày lão giả áo bào trắng nhíu lại, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm có thể cùng hắn nói chuyện như vậy, không phải hắn nên gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức cút ngay nơi này sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão giả áo bào trắng khó chịu nói. Giết hắn, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tu la kiếm cầm trong tay từng bước một hướng Phi Mạch đi đến. Phi Mạch đã bại, ta thay hắn nhận thua, ngươi muốn bồi thường cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lão giả áo bào trắng cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn thực ở trước mặt ta giết Phi Mạch hay sao? Nếu như sư tôn ngươi đến nơi này còn tạm được, về phần ngươi thì còn non lắm. Trong lòng lão giả áo bào trắng cực kỳ khinh thường, một hậu sinh tiểu bối, hắn nào để ở trong mắt. Đột phá chiến đế cảnh, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng không chỉ có dựa vào riêng thiên phú, bằng không đại ly đế triều bát phẩm chiến hồn không ít, vì sao chiến đế cảnh ít ỏi như thế? Nắm giữ bát phẩm chiến hồn cũng vẻn vẹn chỉ đại biểu có hy vọng trở thành chiến đế, hơn nữa hy vọng không nhỏ, nhưng cũng không thể đại biểu nhất định có thể trở thành chiến đế. Chí ít,
Trong mắt ông lão mặc áo trắng, Tiêu Phàm không thể nào là chiến đế, nếu không phải chiến đế, muốn vượt giai chiến đấu, cơ hội thắng lợi quá mức xa vời. Bồi thường, ngươi vừa quát, nếu như đổi lại một người khác, cho dù không chết cũng đã biến thành ngớ ngẩn, ngươi theo ta nói bồi thường. Trong ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên một đạo lãnh quang. Lão giả này chỉ là nhìn qua đạo mạo nhưng trên thực tế cũng là hạng người âm hiểm, nếu như không phải ý chí Tiêu Phàm tương đối cường đại, có thể so với ý chí cường giả chiến đế trung kỳ, một kích vừa nãy tuyệt đối sẽ để hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Ý chí chiến đế cảnh thi triển công kích linh hồn, có thể không phải chiến hoàng cảnh có thể so sánh, chiến đế đã là một cấp độ khác. Tiêu Phàm, người đã đoạn hắn một tay, coi như hắn thật xin lỗi ngươi, cũng coi như đánh đổi khá nhiều. Ngươi làm gì xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Ngươi đi đi, xem ở trên mặt mũi sư tôn ngươi, ta không làm khó dễ ngươi. Lão giả áo bào trắng thập phần đạm mạc nói ra, đôi mắt liếc nhìn Tiêu Phàm đều là vẻ khinh thường. Ta bất quá là xem mặt mũi sư tôn ngươi, bằng không mà nói, là chết không nơi táng sinh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bỗng nhiên cười lên, bản thân xuất thủ quá ác độc. Xem mặt mũi sư tôn ngươi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn là vô duyên vô cớ muốn giết Y Phi Mạch? Nếu như không phải Y Phi Mạch muốn mệnh ta sẽ giết hắn sao? Ngươi nói ta quá ác độc, lão bất tử không phải là vừa nãy âm thầm dùng ý chí chiến đế đánh lén ta, chỉ là không có kết quả mà thôi, bây giờ nói ta tàn nhẫn. Quá buồn cười, Tiêu Phàm bước chân không có dừng lại chút nào, hắn chậm rãi nâng kiếm trong tay, chỉ lão giả áo bào trắng nói, ngươi tốt nhất cút ngay. Bằng không ta ngay cả ngươi cùng làm thịt luôn. Lời nói bá đạo từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, lập tức lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Y Phi Mạch, một cỗ sát khí đáng sợ điên cuồng phóng ra. Y Phi Mạch, Tiêu Phàm không thể không giết. Ân, lão giả áo bào trắng giận mắt quét qua, sát khí nặng nề nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có một sư tôn liền có thể không coi ai ra gì. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ thay sư tôn ngươi giáo huấn ngươi. Lão giả áo bào trắng đưa tay hướng về Tiêu Phàm chộp tới, hắn không có tiếp tục thi triển hồn lực công kích. Công kích linh hồn vừa nãy không thể giết chết Tiêu Phàm, biết rõ thủ đoạn ấy là không làm gì được Tiêu Phàm. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chính diện giao phong. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà bá đạo như thế, bọn hắn mặc dù nhìn không ra tu vi lão giả áo bào trắng, nhưng cũng biết rõ, cùng Tiêu Phàm không phải người cùng một cấp độ. Bằng không sẽ không nhìn Tiêu Phàm như thế. Tiêu Phàm vẫn bá khí vênh váo như thế. Nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là lão bằng hữu Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng. Khí tức trên người hai người cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc, bọn hắn đều đối với thực lực Tiêu Phàm có chỗ biết, hắn vẫn là cố chấp như thế, người càng ngăn cản hắn, hắn càng phải giết. Dù chiến đế cảnh cường giả can thiệp, hắn cũng vẫn muốn giết. Ngươi nói, Tiêu Phàm có thể là đối thủ Y Mặc Thủ không? Y Mặc Thủ cũng đã đến gần vô hạn chiến đế trung kỳ. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái nói, hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, tựa như trong lòng hắn sớm đã có đáp án. Ta không biết, đổi lại là ta, cũng chỉ có thể chiến ngang tay. Sở Khinh Cuồng lắc lắc đầu nói. Hắn cũng vô pháp dự đoán chiến đấu lần này. Nơi xa, lão giả tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hướng về bả vai Tiêu Phàm chộp tới, hắn tên là Y Mặc Thủ, chính là thúc gia Y Phi Mạch. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, lúc trước giết chết La Phong, so với lão giả này mặc dù yếu hơn một chút, nhưng lại yếu không đáng bao nhiêu. Trước kia La Phong đều có thể giết, huống chi bây giờ đối phó Y Mặc Thủ đây. Tiêu Phàm chém ra mốt kiếm. Căn bản không có thôi động hồn lực, chỉ là tu la kiếm chém ra liền trực tiếp cắt đứt hư không, Y Mặc Thủ vội vàng lui trở về. Chiến đế, ngươi tự nhận là chiến đế liền có thể lấn ta sao? Khóe miệng Tiêu Phàm băng lãnh, bỗng nhiên kiếm khí quanh người hắn gào thét, khí diễm cuồn cuộn, cả người hoàn toàn giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Thiên nhân hợp nhất, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, kiếm thế ngập trời. Sát phạt chi kiếm, ngay lúc này, Tiêu Phàm động, xung quanh bên trong phạm vi trên trăm trượng đều là kiếm khí gào thét, dường như giữa thiên địa tất cả đều là kiếm, vô cùng vô tận kiếm. Cho dù là Tiêu Phàm cũng dung nhập vào bên trong vô số kiếm khí,
ngay cả Y Mặc Thủ cũng không tìm ra thân ảnh Tiêu Phàm, hắn bị dọa đến sắc mặt hơi hơi trắng lên, hướng phía sau lui ra mấy bước. Y Phi Mạch Tâm cũng phù phù nhảy lên một cái, trong lòng phát run, tại sao có thể như vậy, vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm đã đột phá chiến đế cảnh, đám người đột nhiên lóe qua một suy nghĩ không hiểu. Lập tức bọn hắn lắc đầu, chiến đế cảnh không phải dễ đột phá như vậy, lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm còn không có phóng ra một bước kia, bằng không mà nói, Y Phi Mạch đã sớm chết. Giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giáo huấn ta, thật sự cho rằng ta vừa mới giết không chết Y Phi Mạch, chỉ bất quá là ta không muốn tùy tiện giết chết hắn mà thôi, giết hắn, sự tình liền không còn vui như vậy. Thanh âm Tiêu Phàm lạnh lùng quanh quẩn tại hư không. Chơi vui, vẻn vẹn chỉ là chơi vui sao? Đám người khóe miệng hung hăng run rẩy một cái, Tiêu Phàm thật đúng là bá đạo đến không biên giới, cũng đúng lúc này, thân ảnh Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Kỳ thật, giết các ngươi, một kiếm là đủ. Thanh âm rơi xuống, kiếm vũ đầy trời như vạn phong về tổ, trong nháy mắt đem Y Mặc Thủ cùng Y Phi Mạch bao phủ vào trong đó, bên trong kiếm vũ càng có một đạo bạch sắc chớp lóe xuyên qua thân thể hai người. Kiếm vũ đến nhanh, biến mất cũng mau, vẻn vẹn trong nháy mắt hư không liền khôi phục bình tĩnh, trong hư không bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, Y Mặc Thủ cùng Y Phi Mạch rằng co tại chỗ bất động. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có câu nói Tiêu Phàm mới vừa rồi một mực vang vọng thật lâu tại hư không. Giết các ngươi, một kiếm là đủ, lời nói bá đạo mà tùy tiện, chấn nhiếp nhân tâm, giết Y Phi Mạch, đại bộ phận tin tưởng Tiêu Phàm có thể làm ra. Nhưng cái kia lão giả áo bào trắng là chiến đế đó, người cũng có thể một kiếm chém giết. Phốc phốc, đột nhiên, hai tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy Y Mặc Thủ cùng Y Phi Mạch mi tâm hai người vỡ ra một đạo vết máu, máu tươi vẩy ra, đạo vết máu nhìn như thế đều thấy giật mình. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, mấy tức về sau, chỉ thấy thân thể hai người đột nhiên nổ bắn ra, bị một kiếm Tiêu Phàm chia làm hai nửa. Một kiếm, Y Phi Mạch, chết. Y Mặc Thủ, chết. Ttt thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, da đầu có chút tê dại, nửa năm không gặp, Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến cấp độ như thế, ngay cả chiến đế đều có thể chém giết. Trên mặt đất Y Trung Đường ngã ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm, xong rồi ngay cả chiến đế cảnh đều giết không chết hắn, Y gia còn có mấy người là đối thủ của Tiêu Phàm đây. Cho dù có thể ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng ai dám giết chết Tiêu Phàm? Vô luận kết quả như thế nào, Y gia đều đào thoát không nổi kết cục bị diệt, trừ phi đáp ứng điều kiện Tiêu Phàm. Chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm còn sẽ tha thứ Y gia sao? Sau một khắc, đám người lại bị khác một sự tình khác hấp dẫn, chỉ thấy máu tươi Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn dắt, cuối cùng tất cả đều rót vào bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm. Kiếm hắn có thể hút máu, thế này cũng quá dọa người rồi. Hảo lăng lệ kiếm. Hảo hung lệ kiếm. Nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. Thời gian nửa năm vậy mà cường đại đến cấp độ như thế rồi. Ta hình như nhìn thấy một biển máu. Sở Khinh Cuồng cũng hít sâu một hơi, chậm chạp nói, người nói đúng, Tiêu Phàm so với Nam Cung Tiêu Tiêu càng đáng sợ hơn. Trước kia, Sở Khinh Cuồng một mực không cho rằng Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu. Thẳng đến lần trước chém giết Ninh Vô Thánh, Sở Khinh Cuồng mới lần thứ nhất nhận thức sự đáng sợ của Tiêu Phàm. Nhưng chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến hoàng đỉnh phong, cùng chiến hoàng đỉnh phong chém giết chiến đế cảnh sơ kỳ là hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Hiện tại, Tiêu Phàm ngay trước tất cả mọi người chứng minh, Tiêu Phàm hắn không phải ai đều có thể khi nhục. Không biết nửa năm này hắn trải qua cái gì. Lâu Ngạo Thiên mị mị hai mắt, tự nhủ, không chỉ hắn mạnh lên. Kiếm trong tay hắn cũng sắc bén rất nhiều. Có lẽ là gặp được một trận cơ duyên. Trong mắt Sở Khinh Cuồng chiến ý lặng yên dâng lên. Hiện tại ngươi và ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, áo trắng tung bay, vẫn siêu phàm như thế, mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ chán chường nào. Sở Khinh Cuồng gật đầu, không phủ định nói, ngươi và ta kiếm còn có thể nhanh, sắc bén hơn, còn một tháng kế tiếp. Nam vực đại bỉ mở ra, đây cũng là một lần kỳ ngộ của chúng ta. Lâu Ngạo Thiên trầm mặc không nói, chỗ sâu con ngươi lại lóe qua một vẻ ác lạnh,
ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nơi xa, Tiêu Phàm một kiếm chém giết Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ, thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Tu La kiếm hút máu, Tiêu Phàm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có quá mức quan tâm. Cái thứ nhất đã làm xong, nên đến chuyện thứ hai. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, còn người băng lãnh lần nữa rơi trên người Y Trung Đường. Y Trung Đường nơm nớp lo sợ, thân thể không ngừng run rẩy, hắn căn bản không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, tất cả những thứ này đều bởi vì nhi tử Y Quý Chu hắn trắng trợn cướp đoạt Đoạn Tinh Nguyệt, sớm biết rõ liền nên đem tên bất hiếu kia đóng lên tường. Bên trong Y Phủ, tại một tòa trong hành lang, một nam tử trung niên mặc hắc sắc cẩm bào ngồi ở kia cau mày, trong tay bưng một ly trà, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Gia chủ, đột nhiên, thanh âm sốt ruột từ ngoài cửa vang lên. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là nhị trưởng lão giết Tiêu Phàm? Hắc sắc kim bào nam tử kinh hô lên, hắn không phải ai khác, chính là Y gia gia chủ Y Trung Đình. Không, không phải, là Tiêu Phàm. Hạ nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói chuyện có chút run lên. Nói, đến cùng phát sinh cái gì? Y Trung Đình nhíu mày lại, trong lòng có loại bất an nồng đậm. Hồi bẩm gia chủ, Tiêu Phàm giết nhị trưởng lão, còn có đại công tử. Hạ nhân lấy dũng khí, một hơi nói cho hết lời. Cái gì? Y Trung Đình nghe vậy như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy, con người bỗng nhiên co vào, đều là vẻ khó tin, một tay vặn chặt cổ áo hạ nhân nói, không có khả năng, Tiêu Phàm sao có thể là đối thủ nhị trưởng lão. Cũng đúng lúc này, hai cỗ thi thể khô héo bỏ trước cửa đại đường, lập tức lại truyền tới một đạo thanh âm băng lãnh, mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta tin. Ai đang nói chuyện? Y Trung Đình phẫn nộ quát, đại đường câm như hến, ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào hai cỗ thi thể trên mặt đất. Mặc dù khô gầy vô cùng, nhưng vẫn có thể đánh giá ra là hình dạng Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ, chỉ là máu tươi bị Tu La kiếm hút khô mà thôi. Trước hai cỗ thi thể cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đứng đấy cầm đầu chính là Tiêu Phàm, hắn một mặt bình tĩnh nhìn Y Trung Đình. Tiêu Phàm, người thật tàn nhẫn, toàn thân Y Trung Đình run rẩy kịch liệt. Nếu là trước kia, hắn trực tiếp một tay liền đem Tiêu Phàm chụp chết, nhưng hiện tại, hắn cũng không dám, Tiêu Phàm không giết hắn, hắn đã thắp nhang cầu cảm tạ rồi. Thật là tàn nhẫn, con trai của ngươi hãm hại ta, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Ninh gia trên trăm chiến hoàng cường giả vây giết ta, Y gia ngươi làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Y Quý Chu lăng nhục người thần châm các, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Liên tiếp hỏi lại từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Giết chết Y Phi Mạch, Tiêu Phàm không có bất kỳ thương hại gì, lúc trước cho hắn nhiều cơ hội, nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, bên trong cổ địa bí cảnh đã động thủ, cũng không cần đợi đến hôm nay. Hôm nay Tiêu Phàm cũng bởi vì lên cơn giận dữ, mới thẳng thắn đem những sự tình này giải quyết chung. Người cũng đã giết, người còn muốn như thế nào? Y Trung Đình cơ hồ gào thét đi ra, thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Cái gọi là gia chủ gia tộc cự phách, trước mặt ít người căn bản chính là một chuyện cười. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật, cuối cùng không phải cũng sống tốt sao? Huống chi là giết nhi tử hắn, ta muốn như thế nào? Có ít người không đem sự nhân từ ta coi ra gì, vậy thì phải vì hành vi bản thân phải trả giá đắt. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc vô cùng, ta nhớ lúc trước có người nói với Y Quý Chu một câu, hiện tại các ngươi là dòng chính Y gia, có thể diễu võ dương oai. Trăm năm sau thì thế nào? Tiêu Phàm ta nhìn không thấy trăm năm sau Y gia ngươi như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm gia chủ Y gia. Tiêu Phàm nói năng có khí phách, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như đã cường thế, vậy liền cường thế đến cùng. Dòng chính đại gia tộc các ngươi không phải tự cho là đúng sao, cường hoành vô lễ sao? Lúc các ngươi không phải dòng chính, thì sẽ như thế nào đây? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm Y gia gia chủ, chính là đơn giản như vậy. Y Trung Đình tức giận toàn thân run rẩy nhưng lại không dám phản bác, Y Phi Mạch đến không tính là gì, hành vi Y Quý Chu, đại bá hắn một mực nhìn thấy hết vào trong mắt. Bởi vì huyết mạch dòng chính Y gia thưa thớt, Y Trung Đình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới bởi vì Y Quý Chu khiến mạch này của bọn hắn đi đến tình trạng như hiện tại.
Y Trung Đình dương mắt nhìn xung quanh tựa như đang đợi một ít người xuất hiện, nhưng khiến hắn thất vọng là cũng không có người xuất hiện ở nơi này. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Sát khí trên người Tiêu Phàm chậm rãi tràn ra. Trong lòng hắn đối với Y Thiên Linh kỳ thật vẫn còn có chút áy náy, nếu như có thể, vậy liền để Y Vân đảm nhiệm gia chủ Y gia, cũng coi là đền bù tổn thất đối với Y Thiên Linh. Đã có thể báo thù, lại có thể đền bù tổn thất Y Thiên Linh và Y Vân, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng sự tình này. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ cũng không chỉ đơn giản như vậy, qua một thời gian nữa hắn sẽ rời Đại Ly Đế Triều, tiến về Vô Song Thánh Thành, hắn không muốn tiếp tục có dạng sự tình này phát sinh. Nếu như ngay cả người bên cạnh đều không bảo hộ được an toàn, Tiêu Phàm hắn cũng không yên tâm đi Vô Song Thánh Thành. Nếu như đã giết chết Y Phi Mạch và Y Quý Chu, Tiêu Phàm hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn rời đi, hai huynh đệ Y Trung Đường và Y Trung Đình đoán chừng là sẽ không bỏ qua Thần Châm Các. Thậm chí, còn đem lửa giận liên lụy đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều cùng toàn bộ Tiêu gia. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, kinh lịch quá nhiều sự tình Tiêu Phàm cũng nhạy bén lên rất nhiều, có chút sự tình nhất định phải bóp chết từ trong trứng. Tiêu lão đệ, đột nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại nhìn thấy hai người quen, chính là Y Vân và Hướng Vinh. Tam gia, Hướng lão. Vẻ mặt băng xương của Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lại khuôn mặt bé trai nhà bên, tràn đầy nụ cười. Những người khác kinh ngạc một trận, Tiêu Phàm nơi nào còn bộ dáng hung thần ác sát, so với khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Tiêu lão đệ, xem như nể mặt ta, việc này đến đây thì thôi nhé. Y Vân hít sâu một hơi nói. Hắn chưa từng nghĩ đến, hơn một năm trước một tiểu tử chiến hoàng cảnh bây giờ lại có năng lực quyết định sinh tử một đại gia tộc, đây là sự tình chẳng ai ngờ đến. Y Vân cùng Hướng lão có thể nói là tận mắt thấy Tiêu Phàm từng bước một trưởng thành. Đồng dạng, hai người cũng là quý nhân Tiêu Phàm tại Ly Hỏa Đế Đô gặp đầu tiên, trong đáy lòng Tiêu Phàm vẫn rất cảm kích hai người họ. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nhiều lần nể mặt mũi Y Vân, bỏ qua cho Y Phi Mạch. Nhưng là lần này, Tiêu Phàm lại không được dự định buông tha Y Phi Mạch, trực tiếp giết chết hắn. Xin lỗi, Tam gia. Tiêu Phàm hơi chắp tay nói, ánh mắt Y Vân lộ ra một tia mất mát, Y Trung Đình nguyên bản nổi lên hy vọng, cũng trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm lại nói, xem mặt mũi Tam gia, Y Trung Đình, Y Trung Đường, các ngươi tự phế tu vi đi. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là nổi lên một tia không nỡ, Y Trung Đình và Y Trung Đường tất nhiên có sai, nhưng tội không đáng chết, nhưng Tiêu Phàm cũng không có khả năng bỏ mặc hai người, lưu lại tai họa ngầm cho bản thân. Y Vân, là ngươi để Tiêu Phàm tới đối phó chúng ta có đúng không? Có phải hay không? Y Trung Đường đột nhiên nổi điên nhìn Y Vân nói, đưa tay một chưởng vỗ tới hướng về Y Vân. Phế tu vi, sau này sẽ là phế nhân. Hơn nữa không có khả năng hưởng thụ được địa vị và tài nguyên Y gia, việc này so với giết hắn còn đau khổ hơn, hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn thấy Y Trung Đường đánh tới, Y Vân theo bản năng lui về sau, hắn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ đâu thể nào là đối thủ Y Trung Đường. Muốn chết, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, một đạo bạch mang trong tay lóe qua, xẹt qua thân thể Y Trung Đường trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Nhị đệ. Sắc mặt Y Trung Đình đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm một chuôi trường kiếm trong tay thẳng hướng Tiêu Phàm, đỉnh đầu đột nhiên toát ra một chuôi bảo kiếm hư ảnh to lớn. Là ngươi tự tìm chết, con ngươi Tiêu Phàm chừng một cái, Tu La kiếm lần nữa xuất thủ, Y Trung Đình vừa mới tới gần Tiêu Phàm liền bị một kiếm xé thành hai nửa, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Đường đường Y gia gia chủ, chết, giết chết gia chủ Ninh gia. Tiêu Phàm lần nữa giết chết gia chủ Y gia. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức rất nhiều người đều không lấy lại tinh thần. Hai huynh đệ Y Trung Đình cùng Y Trung Đường đã thân tử đạo tiêu, máu tươi đều bị Tu La kiếm thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại một bộ túi da khô gầy. Tam gia, xin lỗi. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, nếu như đã giết, Tiêu Phàm liền sẽ không hối hận. Ở trong mắt Tiêu Phàm, mệnh Y Vân có thể so với mệnh huynh đệ Y Trung Đình thì chân quý hơn nhiều. Y Vân cười khổ một tiếng, hắn có thể nói cái gì đây? Hít sâu một hơi,
Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim và Tiểu Minh, cùng Bắc Thần Phong, Tần Mộng Điệp, Đoạn Tinh Nguyệt mấy người rời khỏi Y Phủ, tiến về Thần Châm Các. Về phần sự tình Y gia không phải Tiêu Phàm có thể quyết định, hơn nữa hắn cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt, thù báo, đã đủ. Tiêu Phàm nộ sát bốn người Y gia, sự tình lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền hướng các nơi Ly Hỏa Đế Đô, bất quá Tiêu Phàm lại không có quá mức để ý, biết rõ cũng tốt, xem về sau còn có ai không có mắt dám động tâm tư đối với người Thần Châm Các. Tiêu công tử, ảnh phong hắn. Trên đường, Đoạn Tinh Nguyệt lấy dũng khí hỏi. Yên tâm, hắn không có việc gì, hắn và Tiểu Lang qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi cứ an tâm đợi ở Thần Châm Các đi, về sau cũng không có người nào dám khi dễ ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói. Hai người ảnh phong cùng Phong Lang còn lưu lại Huyết Lâu, về sau túy ông còn phải đích thân chỉ đạo hai người, đoán chừng lần sau trở về, thực lực cũng sẽ đạt tới một tầng cao hơn. Chỉ là đáng tiếc là, ảnh phong cùng Phong Lang không thể cùng hắn tiến vào Vô Song Thánh Thành. Bọn hắn không đi cũng tốt, vạn nhất có nguy hiểm gì thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sư thúc, ngươi nửa năm đi nơi nào, ngay cả ta đều đoán chừng không phải đối thủ của ngươi. Bắc Thần Phong cười hỏi, muốn từ trong miệng Tiêu Phàm vểnh lên ra một chút đồ vật. Đi đâu ngươi còn không biết sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hắn tin Bắc Thần Phong nên đã sớm biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ, ánh mắt Bắc Thần Phong lóe lên. Trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng lóe qua một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm cười không nói, mấy người trở về đến Thần Châm Các. Đêm đó, Thần Châm Các phi thường náo nhiệt, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Quan Tiểu Thất đều đến, thậm chí ngay cả Hướng Vinh, Hỏa Hoàng đều chạy tới nơi này. Tần Mặc, Lê Ngự, Lý Đạo Hiên mấy người cũng tới, đám người gặp nhau một đường, nâng cốc ngôn hoan. Tiêu Phàm, người đột phá chiến đế cảnh, Hỏa Hoàng hỏi. Hắn phát hiện, trên người Tiêu Phàm có khí chất chiến đế cảnh, hắn không biết Tiêu Phàm chỉ là lĩnh ngộ ý chí mà thôi, còn không có chân chính bước qua một bước này. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi trở về liền náo ra sự tình lớn như vậy, giết Y Trung Đường cùng Y Trung Đình. Hỏa Hoàng lại nói, bất quá, Y gia làm việc cũng thật đúng là tấn mãnh, đã lập tân gia chủ. A, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai? Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi ngoài ý muốn, mị mị hai mắt. Ngươi còn không biết là người nào sao? Hỏa Hoàng nhún nhún vai, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Không phải là Y Tam gia chứ? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, ngược lại là Hướng Vinh trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng không nói, chỉ là cười nhạt, không cần nhiều lời, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch ý tứ gì. Y Vân làm Y gia gia chủ. Đây là sự tình chẳng ai ngờ rằng, dù là Y Vân nằm mơ đều không nghĩ tới việc này, hắn chỉ là đệ Y gia dòng thứ mà thôi, làm sao có thể trở thành gia chủ Y gia đây. Thần sắc Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh, trong lòng hắn đã sớm đoán được mấy phần. Cao tầng Y gia khẳng định không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, Y Vân cũng là huyết mạch Y gia, hơn nữa cùng Tiêu Phàm quan hệ rất tốt, để Y Vân trở thành gia chủ thì như thế nào đây? Đám người không quan tâm vấn đề này. Tiếp tục trò chuyện với nhau. Đêm đó Thần Châm Các đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, trọn vẹn đến rạng sáng ngày thứ hai mới tán đi. Tiêu Phàm cũng từ trong miệng đám người biết rất nhiều sự tình, cách Nam Vực Đại Bỉ còn có không đến một tháng, Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về Tiêu Thành một chuyến. Hơn 3 tháng qua, Tiêu Phàm một mực lo lắng bản tử, huyết mạch chiến tộc thức tỉnh, mặc dù không có nguy hiểm quá lớn nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là phụ thân Sở Khinh Cuồng, Sở Tiêu Thiên vậy mà lần nữa trở thành gia chủ Sở gia, về phần Sở Khinh Cuồng lại không có dự định trở về Sở gia. Tiêu Phàm, cẩn thận Sở Trung Thiên. Thời khắc Sở Khinh Cuồng rời đi đã nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, từ khi Sở Tiêu Thiên lần nữa trở thành gia chủ Sở gia, Sở Trung Thiên liền đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Hắn cũng rốt cục biết rõ vì sao sau khi Sở Khinh Cuồng giết chết Sở Dịch Phong, Sở Trung Thiên không có đối phó Sở Khinh Cuồng, liền tựa như lúc trước Sở Khinh Cuồng bệnh nặng, Sở gia trực tiếp từ bỏ Sở Khinh Cuồng. Sở Dịch Phong đã biến thành một người chết, Sở gia tự nhiên không chút do dự từ bỏ Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên không dám chính diện tìm Sở Khinh Cuồng cùng Tiêu Phàm báo thù, nhưng âm thầm xuất thủ thì ai có thể biết được đây.
Giữa trưa, Tiêu Phàm rời Thần Châm Các, cùng Bắc Thần Phong tới chỗ ở Bắc Lão, thời gian nửa năm chưa thấy, nếu như Bắc Lão biết mình trở về vậy mà không đi tìm hắn, đoán chừng mình sẽ không thể sống tốt. Sư thúc, ra ra vì để ngươi thuận tiện tìm hắn, một mực ở trúc viên ngoại viện Chiến Hồn Học Viện, ta làm sao lại không có dạng đãi ngộ này chứ? Bắc Thần Phong có chút ghen ghét nói. Mở miệng ngậm miệng sư thúc, điều này cũng thuyết minh Bắc Thần Phong đã tiếp nhận thân phận Tiêu Phàm. Những ngày qua, Bắc Thần Phong cũng đột phá đến Chiến Hoàng cảnh đỉnh phong, cả người cũng tỏ ra đắc ý, lại không có vẻ lười biếng gì nữa. Nghe thấy Bắc Thần Phong nói, trong lòng Tiêu Phàm có chút cảm động, lập tức lại trêu ghẹo nói, ngươi và Mộng Điệp quan hệ như thế nào? Muốn ta hỗ trợ hay không? Sư chất hiện tại rất thoải mái, không cần sư thúc hỗ trợ. Bắc Thần Phong nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, không cần mình hỗ trợ đó là không còn việc gì tốt hơn. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới bên ngoài trúc viên, Bắc Lão ngồi ở bên trong trúc viên, trong tay cầm một cái mộc điêu, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Qua hồi lâu, Bắc Lão mới buông xuống mộc điêu trong tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Phàm Nhi, ngươi tới rồi. Thần sắc Bắc Lão thập phần bình tĩnh, tựa như đã sớm biết Tiêu Phàm trở về, sự tình huyên náo hôm qua lớn như vậy, Bắc Lão làm sao có thể không biết. Đồ nhi bái kiến lão sư. Tiêu Phàm hơi thi lễ, đối với Bắc Lão, trong lòng hắn chỉ có tôn trọng. Ngồi đi. Bắc Lão gật đầu, lại nhìn về phía Bắc Thần Phong nói, tiểu tử ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng ở đây làm chướng mắt. Vâng, ra ra, sư thúc, vậy ta đi. Bắc Thần Phong tựa như chuột nhìn thấy mèo, nhanh như chớp không thấy bóng dáng, hắn biết Bắc Lão có lời muốn nói riêng với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, khẽ cười nói, lão sư, nửa năm không gặp, Bắc Thần Phong có vẻ như biến thành một người khác. Đúng vậy. Bắc Lão vuốt sợi râu mỏng manh, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành, lại nói, ta rất hiếu kỳ, lần trước ngươi đến cùng nói với hắn cái gì, khiến hắn cả người đại biến. Không có gì, chỉ là một câu cổ vũ lời nói mà thôi. Tiêu Phàm gãi đầu một cái nói. Được rồi, không nói tới hắn nữa, sát phương thí luyện như thế nào? Bắc Lão quan tâm hỏi. Coi như thuận lợi. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, hắn mặc dù hàng nhất sát phương thí luyện, nhưng hắn biết ở trong mắt Bắc Lão cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Còn không đến một tháng là Nam Vực đại bỉ sơ tuyển, ngươi có muốn tham gia hay không? Bắc Lão lại hỏi, ta nhất định phải đi. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, con người kiên định tới cực điểm, vì tiểu ma nữ phải đến Thánh Thành. Ta cũng đã được nghe nói một chút sự tình của ngươi, Diệp gia mặc dù địa vị tôn quý, nhưng đồ đệ của ta cũng không thể so với Diệp gia kém nơi nào, chỗ nào không xứng với tiểu nữ oa của Diệp gia. Bắc Lão đột nhiên nói ra, lời nói năng có khí phách. Hề, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bắc Lão. Nhất thời không biết vì sao, Bắc Lão hôm nay làm sao hung hăng như vậy, cùng tính cách thường ngày hoàn toàn không tương xứng. Đi đến Thánh Thành, người cũng cẩn thận một chút, chỗ đó dù sao ngư long hỗn tạp, so với Đại Ly đế triều hỗn loạn hơn rất nhiều, bất quá người cũng không cần bó tay bó chân, nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, vô luận đi đến nơi nào cũng đều là luật thép cả. Bắc Lão còn nói thêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, sư tôn tử quỷ ngươi sẽ thay ngươi ôm lấy. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ thân phận lão tử quỷ rồi chứ. Vâng, lão sư, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn còn tưởng rằng Bắc Lão sẽ thay hắn ôm lấy đây, không nghĩ tới nói là tùy ông, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết nói cái gì. Nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm lại hỏi, lão sư, thế lực vô song Thánh Thành phân bố như thế nào? Ta có điều gì phải chú ý không? Mặc dù Tiêu Phàm không biết cụ thể thân phận Bắc Lão, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác Bắc Lão thập phần bất phàm, Thánh Thành đều có vẻ như không để trong lòng, thực lực hắn lại là cường đại như thế nào đây? Vô song Thánh Thành tương đối đặc thù, hết thảy có bát đại thế lực, đơn giản điểm chính là Nhị Điện, Tam Cung, Tam Các, Nhị Điện là Chiến Thần Điện và Chiến Hồn Điện, Tam Cung là Lăng Vân Cung, Cửu Tiêu Cung và Vô Nhai Cung, Tam Các là Liệp Hồn Các, Thần Binh Các cùng Thần Dược Các. Phía dưới bát đại thế lực còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Những cái kia hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bắc Lão suy nghĩ một chút nói. Sau đó, Bắc Lão lại bổ sung một câu, các ngươi thông qua Nam Vực Đại Bỉ Sơ tuyển tiến vào Vô Song Thánh Thành, có một quyền lợi lựa chọn gia nhập thất đại thế lực,
trừ chiến thần điện ra, thất đại thế lực khác đều tùy ý tuyển. Nhất định phải gia nhập các đại thế lực sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, bát đại thế lực này trừ chiến hồn điện, thất đại thế lực bên trong Tu La truyền thừa cơ hồ có ghi lại. Nhất là chiến thần điện, đây chính nơi là cùng truyền thừa điện, Tu La điện xưng là tam đại chí cao thần điện, chỉ là truyền thừa điện cùng Tu La điện không thấy, lại thêm ra một cái chiến hồn điện, xác thực rất quỷ dị. Lần trước thức tỉnh Tu La huyết mạch, bên trong hộp gấm có hai tờ giấy nhắc nhở hắn, muốn hắn cẩn thận hai điện khác, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm không muốn gia nhập bát đại thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gia nhập những thế lực này đối với bản thân hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này tùy ngươi. Bác lão hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, người khác đều là ước gì gia nhập những thế lực này, hắn ngược lại hay rồi, vậy mà không nguyện ý gia nhập. Lập tức lại nói, bất quá ta đề nghị, ngươi chính là lựa chọn lưu tại chiến hồn điện, vô luận công pháp, chiến kỹ bọn hắn cũng không thiếu, hơn nữa có chiến hồn điện che chở, thế lực nhỏ khác cũng không dám đánh ngươi. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là chỉ có bát đại thế lực mới có một ít tư cách tham gia thí luyện, tiến vào một ít bí cảnh. Nghe thấy bác lão nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó, muốn có được thêm cơ hội nữa, vậy cũng chỉ có gia nhập một trong thất đại thế lực. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Diệp gia chính là người của chiến hồn điện. Bác lão lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường. Diệp gia cũng là người chiến hồn điện, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, khó trách Lăng Phong đã từng nói qua, muốn để Diệp gia tán thành, chiến hoàng cảnh đều không đủ, chỉ có chiến đế cảnh. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Phong cũng không có nói ngoa, hơn nữa hắn có thể từ trong lời nói bác lão nghe ra, Diệp gia không chỉ là người chiến hồn điện đơn giản như vậy. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói. Bác lão khoát khoát tay, nói sang chuyện khác, thời gian nửa năm, hồn điêu chi thuật ngươi tu luyện như thế nào? Chắc là bước vào tông sư cấp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hơn nửa năm đó, hắn một mực không quên tu luyện hồn điêu, trình độ đã đề cao rất lớn. À, ánh mắt bác lão hơi hơi sáng lên, Tiêu Phàm tu luyện hồn điêu chi thuật tổng cộng thời gian cũng hơn nửa năm một chút, vậy mà đột phá đến cảnh giới tông sư. Thiên phú Tiêu Phàm làm hắn đều muốn ghen ghét, lấy một cái hồn điêu cho ta nhìn xem. Tiêu Phàm gật đầu, lấy ra một tấm gỗ điêu liền bắt đầu điêu khắc, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bác lão nhìn Tiêu Phàm điêu khắc, con người không ngừng rung động, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai biệt lắm một canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, trước người hắn là một đầu mộc điêu sư tử, trong nháy mắt một đạo hồn lực bắn vào bên trong sư tử. Sau một khắc, kim sắc quang mang đại thịnh, đường vân quanh thân sư tử tất cả đều sống lại, mấy tức sau quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, toàn thân mộc điêu sư tử cũng biến thành hoàng kim. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàng kim sư tử cùng tiểu kim cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ là khí tức yếu hơn một chút mà thôi. Thất giai sơ kỳ, không tồi, không tồi. Bác lão cười ha ha, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể điêu khắc ra hồn điêu thú thất giai. Đợi một thời gian, há không phải có thể điêu khắc ra bát giai. Phàm nhi, thiên phú hồn điêu của ngươi còn trên vi sư, không phải, so với vi sư đều muốn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, hồn điêu sư nhất mạch trên tay ngươi nhất định có thể phát dương quang đại. Bác lão thập phần hưng phấn nói, tựa như nhìn thấy một cảnh hồn điêu sư phồn vinh cường thịnh kia. Hắn còn có một câu không nói là, hồn điêu chi thuật Tiêu Phàm đã đụng chạm đến cấp độ truyền kỳ cấp. Vì không cho Tiêu Phàm kiêu ngạo, bác lão lúc này mới không nói ra. Lão sư quá đề cao. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, mặc dù hắn tự xưng là thiên phú hồn điêu bất phàm, nhưng cùng bác lão so sánh vẫn còn đường thật dài phải đi. Không có đề cao, cách Nam vực đại bỉ còn có hơn 20 ngày, ngươi đợi nửa tháng, vi sư đem tất cả hồn điêu sư đều truyền thụ cho ngươi. Bác lão trịnh trọng nói. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ. Hắn vốn chuẩn bị về Tiêu Thành một chuyến nhìn Tiêu gia cùng bàn tử, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại không muốn cự tuyệt hảo ý bác lão. Thời gian nửa tháng mà thôi, bằng vào tốc độ của ta, một hai ngày thời gian hẳn là có thể chạy tới Tiêu Thành, đến thời điểm đó cũng được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu bác lão. Thời gian nửa tháng đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không phải thật lâu.
nhưng nửa tháng này đối với Tiêu Thành Tiêu gia mà nói, lại phát sinh rất nhiều sự tình. Giờ phút này, trên không Tiêu phủ Tiêu Thành, mấy đạo thân ảnh lăng không rằng co lấy, trong đó một người chính là Mạc Thiên Nhai. Các hạ tốt nhất là đem Tiêu Phàm giao ra, ngươi không gánh nổi hắn. Mạc Thiên Nhai đối diện hai đạo thân ảnh thần sắc băng lãnh nhìn hắn. Trong đó, một người mặc hắc sắc chiến giáp, một người khác mặc chiến bào màu trắng, nếu như Long Thần ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, hai người không phải là Đại Long Đế Triều Hắc Bạch Tướng Quân, Bạch Long và Hắc Hổ. Bởi vì Long Gia hủy diệt, hai người đã đứng ở một phương Hoa Gia, lần này, hai người chính là phụng mệnh lệnh Hoa Thiên Bảo tới lấy tính mệnh Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh không làm gì được Tiêu Phàm, cho nên Hoa Thiên Bảo cố ý phái tới hai cường giả chiến đế cảnh. Ngươi làm sao biết ta không gánh nổi Tiêu Phàm? Mạc Thiên Nhai híp hai mắt, nghiền ngẫm cười nói. Lấy nhãn lực hắn, liếc mắt liền nhìn ra hai tên này rõ ràng vừa mới đột phá chiến đế cảnh không lâu, khí tức còn không bình ổn, mặc dù ba tháng thời gian, hắn cũng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẻn vẹn đột phá chiến đế trung kỳ. Nhưng đối mặt bọn hắn vẫn không có bất kỳ áp lực nào. Bất quá trong lòng Mạc Thiên Nhai không được bình tĩnh, bởi vì hắn âm thầm còn cảm ứng được khí tức mấy tên chiến đế cảnh. Mẹ nó, tiểu tử thúi Tiêu Phàm kia gây một đám người nào, vậy mà có nhiều chiến đế muốn giết hắn như vậy. Trong lòng Mạc Thiên Nhai giận mắng không thôi, Quách tiểu tử còn chưa đem hai người đến, ta còn chưa hẳn bảo vệ được Tiêu gia. Nếu như hắn một mình ứng phó những chiến đế này, Mạc Thiên Nhai không sợ, nhưng nếu thật phải chiến đấu, đối phương nhất định sẽ ứng phó Tiêu gia, song quyền nan địch tứ thủ, cứu người so với giết người phải gian nan hơn rất nhiều. Mạc Thiên Nhai chỉ có thể chờ mong Quách Sĩ Thần sẽ cho người xuất thủ, đáng tiếc Quách Sĩ Thần chậm chạp không mang người đến. Chẳng lẽ những người này là thánh thành, khiến Quách tiểu tử không dám bại lộ. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạc Thiên Nhai bỗng trầm xuống. Lão đầu, nói thật với ngươi. Nếu không giao ra Tiêu Phàm, quân đội Đại Long nhất định huyết tẩy Tiêu gia. Hắc Hổ ngữ khí lạnh như băng nói. Nguyên bản Hoa Thiên Bảo để hai chiến đế cảnh bọn hắn tới bắt Tiêu Phàm, trong lòng hai người liền thập phần khó chịu, nhưng hiện tại, trong lòng hai người đều cực kỳ không bình tĩnh, một gia tộc nho nhỏ biên thành vẫn còn có cường giả chiến đế cảnh. Điều này cũng làm cho hai người minh bạch, Tiêu gia này không đơn giản. A, nguyên lai người Đại Long. Lão Phu cũng nói thực cho các người biết, các người nếu dám ra tay với Tiêu gia, ta lập tức đi Đại Long Đế Triều đại đổ sát. Mạc Thiên Nhai khinh thường nói, lời nói uy hiếp ai sẽ sợ. Ta có Tiêu gia cố kỵ, các người cũng có Đại Long, có gia tộc mình để cố kỵ. Quả nhiên, nghe được Mạc Thiên Nhai nói, hai người Hắc Hổ Bạch Long sầm mặt lại, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trong lòng Hắc Long có chút hối hận, sớm biết thế thì không nói ra thân phận Đại Long rồi. Bạch Long oán liếc mắt trách nhìn Hắc Hổ, truyền âm nói, Hắc Hổ, người trước về Đại Long, ta ở lại đây trông coi, thực lực lão đầu này bất phàm, bằng vào hai người chúng ta bắt không được hắn, để đế chủ phái thêm người đến. Được. Hắc Hổ do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, hướng về chân trời lao đi. Nhìn thấy Hắc Hổ rời đi, Mạc Thiên Nhai lập tức cười lên, trêu tức nhìn Bạch Long nói, chỉ bằng một người ngươi, ngươi cảm thấy ta còn kiêng kỵ cái gì không? Dứt lời, hồn lực cuồn cuộn trên người Mạc Thiên Nhai tỏa ra, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Bạch Long. Bạch Long biến sắc, hắn nào sẽ nghĩ đến Mạc Thiên Nhai vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Nhất thời, Bạch Long một quyền nghênh lên, bá đạo quyền cương bay phất phới, một cỗ ý chí uy áp hung mãnh lao thẳng tới Mạc Thiên Nhai. Oanh, tiếng nổ vang đáng sợ truyền ra. Quyền cương to lớn của Bạch Long ầm vang nổ tung, một bàn tay quét ngang tới, trực tiếp ma diệt ý chí uy áp, đánh vào bên trên lồng ngực hắn. Ầm một tiếng, thân thể Bạch Long như đạn pháo bay ngược ra, thân hình bị chấn bay mấy trăm trượng mới đứng vững lại. Mà Mạc Thiên Nhai lại đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn đã từng là chiến đế hậu kỳ, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong, dù là thụ thương, vừa mới khôi phục chiến đế cảnh, uy thế vẫn ngập trời như cũ. Bạch Long vừa mới đột phá chiến đế có thể so sánh như thế nào? Bạch Long bị một quyền Mạc Thiên Nhai đánh bay, thể nội gãy tận mấy chiếc xương sườn, lục phủ ngũ tạng chấn động không ngừng, huyết dịch cũng sốc lên không thôi, có thể thấy một kích này của Mạc Thiên Nhai thật đáng sợ. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, con người băng lãnh nhìn Mạc Thiên Nhai,
trong lòng có chút hối hận, sớm biết thế thì mình đã rời đi, để Hắc Hổ thủ ở chỗ này. Khụ khụ, Bạch Long ho ra mấy ngụm máu tươi, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, lĩnh giáo thực lực Mạc Thiên Nhai, hắn nào còn dám lưu ở chỗ này. Cách Tiêu Thành bên ngoài mấy dặm, một nơi trong rừng, vài đôi mắt nhìn chằm chằm vị trí Tiêu Thành, vừa hay nhìn thấy một màn này mọi người thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Thành biên hoang vậy mà cũng có cường giả chiến đế. Khó trách đại trưởng lão để cho ba người chúng ta tới, Mộ Dung Tuyết rất có thể là được người ở đây cứu. Một hắc y nhân tương đối gầy gò trong đó mở miệng. Chiến đế cảnh thì như thế nào? Tìm không ra Mộ Dung Tuyết, Lôi Gia bên kia đã muốn phát điên, uy tín đối với Diêm La Phủ sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho dù hủy diệt tòa thành nhỏ này cũng phải tìm ra Mộ Dung Tuyết. Một hắc y nhân khác trên mặt có một vết sẹo thật sâu mở miệng nói. Không sai, Mộ Dung Tuyết không chết, Lôi Gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, các ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Hai người vừa mới đào tẩu hình như là người Đại Long Đế Triều. Hắc y nhân tương đối thấp ánh mắt sáng lên, khóe miệng uốn cong nói. Đại Long Đế Triều bây giờ đã đổi chủ, có vẻ như chính là Lôi Gia phía sau duy trì. Kể từ đó, Lôi Gia há không phải rất có thể phái người tới đây sao? Hắc y nhân gầy gò kinh ngạc nói. Trước tiên âm thầm chui vào tòa thành nhỏ này, nhìn có tung tích Mộ Dung Tuyết hay không, lão đầu chiến đế cảnh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, vạn nhất hắn muốn ngăn cản vậy liền đem tòa thành nhỏ này trực tiếp đổ sát. Ngữ khí hắc y nhân có vết sẹo băng lãnh. Hai người khác gật đầu, ba người đồng thời biến mất trong rừng, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng đúng lúc này, Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên nhìn về phía rừng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, trong lòng trầm ngâm nói, huyết sát chi khí thật dày đặc, những người này là sát thủ. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạc Thiên Nhai càng ngày càng âm trầm, hắn biết Tiêu Phàm muốn đi tham gia sát phương thí luyện. Bây giờ đã có sát thủ chiến đế cảnh xuất hiện ở bên ngoài Tiêu Thành, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng trên người Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm đắc tội một tổ chức sát thủ. Mạc Thiên Nhai tự nhiên không biết, người Diêm La Phủ là vì Mộ Dung Tuyết mà đến, không phải vì Tiêu Phàm. Bất quá, vô luận là vì ai tới, hắn muốn làm chính là bảo hộ an nguy Tiêu gia. Thần Phong học viện lúc này đều không xuất hiện, chẳng lẽ là kiêng kỵ những người của tổ chức sát thủ? Một Diêm La Phủ có gì có thể kiêng kỵ sao? Lông mày Mạc Thiên Nhai nhíu lại, ngẩng đầu nhìn chân trời. Hắn rất muốn đi Yến Thành nhìn một chút, bây giờ là vào lúc giữa trưa, lấy tốc độ của hắn, đầy đủ trước trạng vạng tối chạy về Tiêu Thành, nhưng cân nhắc đến an nguy Tiêu gia, Mạc Thiên Nhai không dám đánh cược, cuối cùng vẫn từ bỏ. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Thở dài, Mạc Thiên Nhai quay người trở lại Tiêu Phủ. Đại trưởng lão. Đám người Tiêu Hàn nhìn thấy Mạc Thiên Nhai không việc gì trở về, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều bị thực lực Mạc Thiên Nhai làm cho chấn kinh. Chiến đế cảnh đó, dù là tại đế triều cũng là nhân vật cường đại khiến cho người người ngưỡng vọng. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu gia mình lại còn ẩn giấu một cao thủ chiến đế cảnh. Đương nhiên, trong lòng bọn hắn cũng càng thêm lo lắng, Mạc Thiên Nhai là chiến đế cảnh đều giải quyết không được vấn đề. Đối thủ kia há không phải cũng là cường giả chiến đế. Tiêu Hàn vốn cho là chiến hoàng chính là cực hạn, nào biết rõ địch nhân Tiêu Phàm lại là chiến đế. Sự tình không có lạc quan như vậy, Tiêu Phàm nên cho ngươi đường lui rồi chứ. Mạc Thiên Nhai cau mày, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bạch Long và Hắc Hổ mặc dù rời đi, nhưng bọn hắn khẳng định còn trở về, hơn nữa âm thầm còn có chiến đế cảnh nhìn chằm chằm, Mạc Thiên Nhai hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. An nguy bản thân hắn ngược lại không có lo lắng quá mức, hắn lo lắng là Tiêu gia, còn có bản tử. Ta biết phải làm sao. Tiêu Hàn hít sâu một cái, hắn biết sự tình cũng có chút phiền phức, lập tức liền bắt đầu phát xuống từng đạo mệnh lệnh gia chủ, lệnh đệ tử Tiêu gia lập tức chạy về Tiêu phủ. Đúng rồi, bản tử như thế nào? Mạc Thiên Nhai lại hỏi. Vẫn không có tỉnh lại. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Oanh, vừa dứt lời. Chỗ sâu Tiêu phủ đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ giống như một đạo kinh lôi, Tiêu phủ bỗng nhiên rung động một cái, dường như địa chấn, tu sĩ thấp giai Tiêu gia bị dọa đến ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đây là, con người Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn chỗ sâu Tiêu phủ. Chỉ thấy một chùm sáng màu vàng óng phóng lên tận trời, chùm sáng bên trong,
có từng đạo kim sắc lôi điện lấp lóe, đan xen dị dạng hào quang. Chùm sáng màu vàng óng kia hướng về bốn phía Tiêu gia khuếch tán, hình thành từng đạo gợn sóng kim sắc, chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Nhai trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vị trí tiểu viện bàn tử chỗ sâu Tiêu phủ. Bên trong tiểu viện, một đạo bóng hình xinh đẹp suy yếu ngã vào mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi, chính là Tuyết Lung Giác, nàng bị một cỗ lực lượng to lớn cho chấn choáng đi. Mạc Thiên Nhai đưa tay vung lên, Tuyết Lung Giác lập tức tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn gian phòng, liền chuẩn bị chạy tới. Không nên đi, hắn không có việc gì. Mạc Thiên Nhai nhàn nhạt mở miệng, một cỗ đại lực ngăn trở Tuyết Lung Giác tới gần vị trí gian phòng bàn tử. Giờ phút này, gian phòng bị một đạo kim sắc gợn sóng bao vây lấy, lôi điện xen lẫn, hung mãnh dị thường, khí tức đáng sợ khiến chiến đế cảnh đều có chút kinh hãi. Tuyết Lung Giác chỉ là chiến hoàng trung kỳ, một khi tới gần, dư ba cỗ lực lượng kia cũng rất có thể giết nàng. Tuyết Lung Giác có thể không chết đã là vạn hạnh. Tiền bối, bàn tử hắn. Tuyết Lung Giác không lo thương thế trên người mình, lo lắng nói. Hắn hẳn sẽ tỉnh lại rất mau. Mạc Thiên Nhai nhìn chằm chằm trong phòng không chuyển mắt, trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn, lấy kiến thức hắn, trong nháy mắt liền nghĩ đến tình huống trước mắt tương quan một chút đồ vật. Đây là huyết mạch dị tượng, khó trách tiểu tử Tiêu Phàm kia đem hắn đặt ở Tiêu Thành, nguyên lai bản tử lại đang thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trong lòng Mạc Thiên Nhai chấn động vô cùng. Thức tỉnh huyết mạch, gần mấy chục trên trăm năm trở lại đây, Mạc Thiên Nhai hắn đều chưa nghe nói qua có ai thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, vạn người không được một. Tiêu Phàm được tu la truyền thừa, bàn tử lại thức tỉnh lực lượng huyết mạch, xem ra thật đúng là một thời đại vàng son sắp giáng lâm. Trong lòng Mạc Thiên Nhai chậm chạp nói, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Theo lực lượng kim sắc lôi điện lưu chuyển, chỉ một thoáng, hồn lực cuồn cuộn ba động hướng về trong phòng dũng mãnh lao tới, Tuyết Lung Giác tựa như đã sớm chuẩn bị. Lấy ra số hồn thạch đặt ở trong sân. Tiểu nữ oa, những hồn thạch này là ai để ngươi chuẩn bị? Mạc Thiên Nhai ngoài ý muốn nhìn Tuyết Lung Giác, chẳng lẽ Tuyết Lung Giác biết bàn tử thức tỉnh là huyết mạch gì? Bởi vì mỗi một loại huyết mạch chi lực thức tỉnh điều kiện rất khác biệt, liền tựa như bàn tử trước mắt, hắn thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, chính là cần vô tận hồn lực. Tiền bối, là Tiêu Phàm bảo ta chuẩn bị. Tuyết Lung Giác không có giấu giếm nói. Quả nhiên, tiểu tử này đã sớm biết rõ. Ánh mắt Mạc Thiên Nhai sáng lên, hít sâu một cái để bản thân bình tĩnh xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm, Mạc Thiên Nhai một mực thủ hộ trong sân bàn tử, nhìn số lớn hồn lực tràn vào trong phòng dừng lại, hắn cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Ân, đột nhiên, Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt trở nên âm trầm. Mạc Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn không trung, nơi xa, hai đạo thân ảnh một trắng một đen nhanh chóng tới gần, là Bạch Long cùng Hắc Hổ đã đi mà quay lại. Sau đó dư quang lại quét tiểu viện, khiến hắn thở phào là dị tượng huyết mạch bàn tử rốt cục cũng dừng lại, cho dù bị phát hiện, đoán chừng cũng không nhìn thấy gì. Lại tới, các ngươi là tới chịu chết sao? Thời khắc Bạch Long cùng Hắc Hổ tới gần, Mạc Thiên Nhai phẫn nộ quát, sát khí lập tức bạo phát ra. Chỉ là vừa dứt lời, con người Mạc Thiên Nhai liền hơi hơi rung động một cái, bởi vì sau lưng hai người lại xuất hiện một nam tử hắc bào. Hắc bào nam tử tuổi tác cũng chỉ chừng 50 tuổi, nhưng khí tức hồn lực phát ra trên người hắn khiến Thiên Nhai đều kiêng kỵ không thôi. Chiến đế hậu kỳ, Mạc Thiên Nhai hít sâu một cái, hắn cũng đã từng đạt tới cảnh giới này, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hắn hiện tại cũng chỉ là chiến đế trung kỳ mà thôi, lấy thiên phú và thực lực hắn. Ngăn lại một chiến đế hậu kỳ tự nhiên không khó, nhưng còn có hai chiến đế tiền kỳ thì sao? Nếu như bọn hắn thật muốn diệt Tiêu gia, Mạc Thiên Nhai cũng hữu tâm vô lực, không thể ngăn lại. À, Thâm Sơn cùng cốc vậy mà cũng có chiến đế trung kỳ. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều là miệt thị chi ý. Thâm Sơn cùng cốc, nghe được mấy chữ này, trong lòng Mạc Thiên Nhai đại khái đoán được lai lịch nam tử áo đen. Chỉ có người vô song thánh thành mới có thể có loại cao tâm lý cao tại thượng này. Vô luận đi tới chỗ nào đối với bọn hắn mà nói đều là Thâm Sơn cùng cốc. Vô song thánh thành có vẻ như không thể tại Nam vực tùy ý đi lại đi, không biết ngươi là người thế lực nào.
Mạc Thiên Nhai cau mày một cái. Hắn đã chuẩn bị toàn lực một trận chiến, nếu như ba người xuất thủ, hắn nhất kích tất sát hai chiến đế sơ kỳ, không cho bọn hắn cơ hội ứng phó Tiêu gia. Nghe được Mạc Thiên Nhai nói, người áo đen hai mắt khẽ híp một cái, nói, lão đầu, ngươi có thể nhìn ra thân phận ta, nói rõ ngươi cũng có mấy phần nhãn lực, thần phục ta không giết ngươi, như thế nào? Ngu xuẩn, cũng chỉ người thánh thành một dáng bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, nhận ra thân phận ngươi rất khó sao? Còn thần phục ngươi, Mạc Thiên Nhai bị Hắc Y Nhân chọc cười. Khóe miệng hai người Bạch Long cùng Hắc Hổ có chút co lại, lão gia hỏa thật đúng là tự tìm cái chết, cũng dám chọc giận vị đại nhân này. Bất quá, bọn hắn cũng tán thành Mạc Thiên Nhai nói, người thánh thành tự cao cao quý, nhưng ở trong mắt người bên ngoài thánh thành cũng không gì hơn cái này. Đại gia tộc thánh thành chính là đóa hoa bên trong nhà ấm, chịu không được sáng chói, đương nhiên cũng không thể không thừa nhận, luận võ đạo thiên phú, thiên tài thánh thành xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Lão bất tử, người muốn chết sao? Hắc Y Nhân thấy Mạc Thiên Nhai vậy mà mắng hắn, lập tức giận tím mặt, quát khẽ nói, hai người các ngươi, diệt cho ta hắn. Lôi đại nhân, sắc mặt hai người Bạch Long và Hắc Hổ hơi đổi một chút, trong lòng giận mắng không thôi, ngươi là chiến đế cảnh hậu kỳ làm sao không xuất thủ. Chúng ta chỉ là chiến đế sơ kỳ, không phải đối thủ lão đầu này, nếu như đánh thắng được hắn thì trước đó đã xuất thủ, còn cần đợi đến hiện tại sao? Nhất là Bạch Long, hắn trước đó bị Mạc Thiên Nhai một kích đánh bay, đã hoàn toàn sợ rồi. Bảo hai người các ngươi đi giết hắn, không nghe thấy sao? Hắc Y Nhân trợn mắt chừng một cái nói, rất có một bộ tư thế các ngươi không xuất thủ, ta trước diệt các ngươi. Hắn tên là Lôi Vân, chính là người lôi ra Cửu Tiêu Thương Hội, lần trước đúng là hắn âm thầm đánh lén Đại Long Đế Chủ, trợ giúp Hoa gia đoạt được Giang Sơn Đại Long. Hai người Bạch Long cùng Hắc Hổ có loại xúc động chửi thề, nhưng vẫn kiên trì hướng về Mạc Thiên Nhai đi đến, không lên khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, đi lên có lẽ còn có cơ hội sinh tồn. Trong lòng hai người thập phần hối hận, sớm biết thế đã không nên quay lại, dù là trên đường gặp phải Lôi Vân cũng xem như cái gì đều không biết. Hai người các ngươi nếu như muốn chết thì cứ tới. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra hai người Bạch Long cùng Hắc Hổ đang sợ hãi, nhưng lại không thể không ra tay ứng phó hắn. Đây chính là bi ai của kẻ yếu, trước mặt cường giả chân chính, dù là chiến đế cảnh thì như thế nào. Không đi qua, chết. Lôi Vân cười lạnh nói, hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn từ trên người Mạc Thiên Nhai cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Có Bạch Long cùng Hắc Hổ làm pháo hôi, không dùng thì phí. Giết, nghe được Lôi Vân nói, toàn thân Bạch Long cùng Hắc Hổ run lên. Sau đó lấy dũng khí nổi giận gầm lên một tiếng, hai người nhìn nhau triệu hồi ra chiến hồn nhào về phía Mạc Thiên Nhai. Thần sắc Mạc Thiên Nhai thập phần bình tĩnh, từ khi thụ thương đến nay, đã qua mười mấy 20 năm chưa từng chân chính chiến đấu, đây là lần thứ nhất cùng chiến đế cảnh giao thủ trong nhiều năm qua. Nhưng tâm hắn cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như hai chiến đế cảnh trong mắt hắn chỉ là hai con châu chấu. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bất phi sở động. Trong mắt hai người Bạch Long và Hắc Hổ đều lộ ra một tia tàn nhẫn, đỉnh đầu hai người Long Hổ chiến hồn hiển hiện, khí thế hung ác bắn ra bốn phía, cuồn cuộn hồn lực khí lãng trong nháy mắt bao phủ Mạc Thiên Nhai. Bạch Long, hắn cũng không gì hơn cái này. Hắc Hổ càng là nhếch miệng cười nói, trước đó sự tình Bạch Long thụ thương hắn cũng rõ ràng. Cẩn thận một chút. Bạch Long vẻ mặt nghiêm túc. Hồng hộc, đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền ra. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng xông thẳng mây xanh, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp phá vỡ hồn hải. Hắc Hổ, cẩn thận! Bạch Long kêu to, trưởng cương nhanh chóng chuyển di, nhào về phía kiếm mang kia. Nhưng kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, thoáng cái liền xuyên thủng lồng ngực Hắc Hổ, máu tươi bắn ra, cả người đột nhiên một phân thành hai, hóa thành một trận huyết vũ tràn ngập hư không. Một kiếm, Hắc Hổ chết, Bạch Long bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng lui ra phía sau, căn bản là không chú ý được nhiều như vậy, cái gì cẩu thí Lôi Vân đều cút sang một bên, mệnh bản thân quan trọng hơn. Ngươi dám trốn, ngươi không sợ diệt cửu tộc sao? Lôi Vân phẫn nộ quát. Nhưng Bạch Long căn bản không thèm để ý hắn, nhanh như chớp liền không có bóng dáng, không trốn nữa lão tử sẽ chết, cái gì cửu tộc sống sót có quan hệ đến lão tử sao? Sắc mặt Lôi Vân ngưng kết lại, mặt như băng xương,
khó coi tới cực điểm. Hắn nào sẽ nghĩ đến, Bạch Long vậy mà thực trốn, hai đại chiến đế trong chớp mắt một chết một trốn, hắn còn muốn thăm dò ra ranh giới cuối cùng Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai từ đầu đến cuối vẻn vẹn ra một kiếm mà thôi, chứ nói chi là thăm dò ranh giới cuối cùng Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai cũng rốt cục buông lỏng một hơi, chỉ cần không châm đối Tiêu gia, vậy cái gì đều dễ nói, chính diện giao phong, dù là lấy một đối ba, hắn cũng không e ngại đối phương. Hiện tại có phải đến lượt ngươi hay không? Mạc Thiên Nhai lăng không dạo bước, cầm trong tay một chuôi trường kiếm màu trắng, đi về hướng Lôi Vân. Kỳ thật trong lòng Mạc Thiên Nhai cũng rất nghi hoặc, Tiêu Phàm làm sao lại đắc tội người Thánh Thành, dựa theo đạo lý mà nói, Tiêu Phàm tạm thời còn không có tư cách cùng người Thánh Thành giao phong chứ. Lão đầu, ngươi là một chiến đế trung kỳ mà thôi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Lôi Vân lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Nhai, mảy may không sợ, ngươi cũng đừng quên, phía sau ngươi còn có gia tộc, ta muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Mạc Thiên Nhai vội vàng ngừng thân hình, không thể không nói, Tiêu gia là nhược điểm duy nhất của hắn. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai ngừng thân hình, Lôi Vân cũng mãn ý cười lên, nói, lão đầu, chỉ cần ngươi đem Mộ Dung Tuyết giao ra, ta lập tức rời đi, như thế nào? Mộ Dung Tuyết, Mạc Thiên Nhai lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn không phải vì Tiêu Phàm mà tới sao, làm sao đột nhiên lại thêm Mộ Dung Tuyết? Chẳng lẽ là người lần trước bọn Tiêu Phàm cứu? Mạc Thiên Nhai nghĩ thầm, trong lòng thập phần khó chịu, bản thân chùi đít cho Tiêu Phàm cũng thôi, vậy mà còn phải chùi đít cho một người xa lạ. Nhìn thấy bộ dáng Mạc Thiên Nhai, Lôi Vân còn tưởng rằng Mạc Thiên Nhai đang xoắn suýt phải chăng nên giao ra Mộ Dung Tuyết, hắn chỗ nào biết rõ, Mộ Dung Tuyết sớm đã mấy tháng trước liền rời đi. Lão đầu, thức thời một chút liền lập tức giao ra, bằng không bọn hắn đều phải chết. Lôi Vân cười giận dữ nói, con người băng lãnh quét qua Tiêu phủ. Bên trong có Tiêu phủ vô số đệ tử Tiêu gia, tất cả đều bị triệu hồi về, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Lúc bọn hắn cảm nhận được Lôi Vân phát ra hồn lực ba động, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, mặt xám như tro. Bọn hắn trong lòng càng thêm kinh ngạc, gia chủ không nên phân tán đệ tử Tiêu gia à, còn đem tất cả mọi người triệu hoán trở về để làm gì, tại Tiêu gia chờ chết sao? Gia chủ, mau chạy đi, nhất định vì Tiêu gia lưu lại mầm sống. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta chết không quan trọng, nhưng Tiêu gia không thể bị diệt, hiện tại có đại trưởng lão. Nhanh âm thầm trục xuất một nhóm đệ tử rời khỏi Tiêu Thành. Gia chủ, Tiêu gia không thể bị diệt. Tu sĩ Tiêu gia ngươi một lời ta một câu, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, tràng diện loạn thành một bầy. Tất cả câm miệng cho ta. Gầm lên một tiếng vang vọng Tiêu gia, sắc mặt Tiêu Hàn băng lãnh nhìn tất cả mọi người. Hơn nửa năm thời gian, hắn đã đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ, trừ Mạc Thiên Nhai và Tiêu Phàm gia, phải kể tới hắn mạnh nhất ở đây. Lấy địa vị và uy nghiêm của hắn tại Tiêu gia, dĩ nhiên là nói một không hai. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cùng một đám trưởng lão Tiêu gia gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người Tiêu gia nói, tất cả mọi người nghe kỹ, Tiêu gia mặc dù nguy cơ sớm tối, nhưng người của Tiêu gia ta sẽ không trốn, cũng không có thứ hèn nhát bỏ trốn, Tiêu Thành vĩnh viễn là căn cứ của Tiêu gia. Nói đến đây, còn người Tiêu Hàn càng ngày càng kiên định, Thái Thượng trưởng lão đã sớm dự kiến đến hôm nay, trong sân có thể để cho ta tránh thoát một kiếp. Hiện tại, mọi người nghe theo mệnh lệnh trưởng lão, xếp thành một đội, nhanh chóng tiến vào trong sân. Vừa dứt lời, Tiêu Hàn liền đẩy cửa phòng ra, đi vào tiểu bí cảnh Tiêu Phàm bố trí trước đó. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết vì sao, đúng lúc này, một cỗ hồn lực to lớn ba động từ trong phòng truyền đến. Tiến đến, ngay sau đó, thanh âm Tiêu Hàn vang lên lần nữa. Đám người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn như cũ không có phản kháng mệnh lệnh Tiêu Hàn, lưu ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết, đi vào bên trong phòng, có lẽ thật đúng là có thể sống sót. Mạc Thiên Nhai cũng nhìn một chút động tĩnh Tiêu phủ phía dưới, hắn tự nhiên rõ ràng người Tiêu gia đang làm cái gì, nhất định là bị đưa vào bên trong tiểu không gian bí cảnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, để tất cả người Tiêu gia đều yên ổn rút lui. Ta không biết ngươi nói cái gì. Mạc Thiên Nhai mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Lôi Vân, sợ hắn xuất thủ đối với người Tiêu gia. Lão bất tử, ngươi thật muốn giả vờ cùng ta. Lôi Vân thiếu chút nữa thì bộc phát,
trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía, nói, không biết ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu sao? Tiêu thành chỉ là một tòa thành nhỏ biên hoang, rất ít ngoại nhân đến, ta tất yếu lừa ngươi sao? Không chiến một lần, ngươi sẽ không rời đi, ra tay đi. Mạc Thiên Nhai thản nhiên nói, tâm hắn sớm đã đến cấp độ vinh nhục không sợ hãi. Ngươi muốn bọn hắn chết, vậy cũng đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Lôi Vân cười gằn nói, sau một khắc, một mảnh lôi điện quang mang từ quanh người hắn bạo phát ra, hồn lực bành trướng quay cuồng. Phốc phốc phốc, từng đạo lôi điện xuyên thủng hư không, hóa thành từng đầu điện xà tại hư không xuyên loạn, rất nhanh liền hình thành một mảnh lôi hải, một cỗ khí tức hủy diệt lớn xông thẳng đến Tiêu phủ. Lôi chi ý chí, ngươi là người Lôi gia? Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, mới vừa nghe được Lôi đại nhân, hắn còn không có lấy lại tinh thần, hiện tại rốt cục phản ứng kịp. Ngươi cũng biết Lôi gia, hiện tại rốt cục sợ hãi rồi, đáng tiếc, đã trễ. Lôi Vân nhe răng cười, hắn trương dương vô cùng, coi thường tất cả, tựa như trừ vô song thánh thành, nam vực đã không có thứ gì có thể vào mắt hắn. Để lại một câu nói, thân hình Lôi Vân khẽ động, một quyền hướng về Mạc Thiên Nhai đập tới, một hồn lực quyền cương lớn nhỏ mấy chục trượng từ trên cao hạ xuống, khí thế hung mãnh vô cùng. Lôi điện ý chí ẩn chứa khí tức hủy diệt, thần sắc Mạc Thiên Nhai cứng lại, hắn mặc dù có thể tùy tiện tránh thoát một kích này, nhưng hắn không dám trốn tránh. Chỉ cần hắn trốn tránh, hồn lực quyền cương to lớn chắc chắn đánh nát Tiêu phủ, rất hiển nhiên, Lôi Vân cũng nhìn ra điểm này. Lôi ra sao, có vẻ như tại vô song thánh thành cũng không tính là gì. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng cười một tiếng, băng lãnh thốt ra một câu. Đưa tay xuất ra một kiếm, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng hư không đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận kiếm khí màu trắng, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi. Vô cùng lăng lệ, dường như có thể ma diệt hết thảy. Ầm ầm ầm, từng tiếng âm thanh bạo phá vang lên, lôi điện đầy trời chạm tới kiếm khí màu trắng liền tất cả đều bị chôn vùi, tản ra từng sợi hồn lực. Ngay lúc đó, nắm đấm lôi điện to lớn rung động một cái, bị vô số kiếm khí rảo sát, nhưng uy thế kiếm khí vẫn như cũ không giảm mảy may, xông thẳng đến Lôi Vân. Người đây là kiếm đạo ý chí gì? Lôi Vân lộ ra vẻ kinh hãi. Một kích kia ẩn chứa lôi điện ý chí đã đạt tới tam trọng đỉnh, lại bị một lão đầu chiến đế cảnh trung kỳ một kiếm phá vỡ. Mạc Thiên Nhai không nói, trường kiếm màu trắng trong tay một kiếm chém ra, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trường kiếm màu trắng căn bản không phải dùng tinh thiết chế tạo, mà là một xương sườn màu trắng, chỉ là nhìn qua như một thanh trường kiếm mà thôi. Oanh, một đạo giải lụa màu trắng lóe lên rồi biến mất, chói mắt, sáng chói, dường như muốn đem thiên địa phân liệt. Lôi Vân vừa mới chuẩn bị nhanh chóng thối lui, kiếm thứ hai đã chạy tới, phong tỏa đường lui của Lôi Vân, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Lôi Trảm, Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng đan xen lôi điện, cuồng bạo dị thường. Trường kiếm vung vẩy mang theo một đầu lôi điện dài, vung vào hướng kiếm khí màu trắng, hư không phát ra thanh âm xì xì, bạch sắc lôi điện cùng kiếm khí kia đâm vào cùng một chỗ. Chôn vùi lẫn nhau. Nhưng kiếm của Mạc Thiên Nhai lại chém vào thân thể hắn, một đạo vết kiếm xuất hiện ở trên cánh tay nhìn thấy mà giật mỉ nhắn. Lão bất tử, không chỉ ngươi phải chết, người tòa thành này đều phải chết. Lôi Vân triệt để phẫn nộ, đột nhiên nâng con ngươi băng lãnh lên, nhìn phía xa phẫn nộ quát, các ngươi nhìn lâu như vậy, nhìn đủ chưa? Mạc Thiên Nhai nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ mấy người âm thầm nhìn cũng là người Lôi ra? Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai không dám chần chờ, hắn bỗng nhiên đạp không mà lên, vô cùng vô tận kiếm khí trên người hắn nở rộ mà ra, thoáng cái liền đi tới bên người Lôi Vân. Thực hồn, quát nhẹ một tiếng, bạch cốt kiếm trong tay Mạc Thiên Nhai xẹt qua một đường vòng cung lộng lẫy, một giải lụa màu trắng gào thét chém ra, căn bản không cho Lôi Vân cơ hội né tránh, một kiếm xuyên thủng lồng ngực Lôi Vân. Bát phẩm thực hồn kiếm, Lôi Vân kinh hãi nhìn bạch cốt kiếm trên lồng ngực. Khiến hắn kinh hãi là hắn muốn cùng Mạc Thiên Nhai đồng quy vu tận đều không được, hồn lực cùng huyết dịch trong cơ thể điên cuồng hướng về bạch cốt kiếm. Thực hồn kiếm chính là thanh kiếm trong tay Mạc Thiên Nhai, thuộc về bát phẩm hồn binh, quỷ dị nhất là nó có thể thôn vệ hồn lực và huyết dịch của tu sĩ để tiến giai, rất có thể đột phá đến cửu phẩm. Bất quá, rèn đúc thực hồn kiếm thập phần gian nan,
nhất định phải là xương sườn hắc ám hệ hồn thú mới có cơ hội rèn đúc thành công, mà hắc ám hệ hồn thú bình thường đều là bát giai, thậm chí cửu giai, làm sao có thể tùy tiện lấy được đây. Bởi vậy, thực hồn kiếm là tồn tại cực kỳ hy hữu, dù là tại thánh thành đều hết sức thưa thớt. Hắn nào sẽ nghĩ đến, trong tay tu sĩ chiến đế cảnh thâm sơn cùng cốc lại có dạng chí bảo này. Không hổ là người lôi ra, vẫn là thực có chút kiến thức. Mạc Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nếu như không phải Lôi Vân khinh thường hắn, cũng sẽ không cho hắn có được cơ hội này. Lôi Vân chỗ nào không biết, Mạc Thiên Nhai căn bản không phải đang khích lệ hắn, mà là châm chọc hắn. Cho dù ta chết, cũng sẽ cho bọn hắn chôn cùng. Lôi Vân nhe răng cười, cười thập phần xâm nhiên. Hô hô, quả nhiên, đúng lúc này, ba đạo bóng đen trong nháy mắt xuyên vào tiêu thành, mấy hơi thở liền xuất hiện ở vị trí tiêu phủ. Từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, xông thẳng đến tiêu phủ. Tự tìm cái chết, thần sắc Mạc Thiên Nhai lạnh lẽo, thực hồn kiếm rung động, trực tiếp một kiếm đem Lôi Vân chém thành hai đoạn. Lôi Vân chí tử cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở trong thị một trấn nhỏ ở Vương Triều. Mạc Thiên Nhai tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt sáng, người chưa đến, kiếm khí tàn phá bừa bãi đã khóa chặt ba người, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người. Một chiến đế trung kỳ, hai chiến đế sơ kỳ, nhưng mà ba người này lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với Lôi Vân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Oanh, Mạc Thiên Nhai chém xuống kiếm khí, trong nháy mắt chặt đứt công kích ba người tiến vào tiêu phủ, ngay tại lúc đó, thân ảnh hắn cũng xuất hiện ở không trung tiêu phủ. Thần hành quỷ bộ, các ngươi là người Diêm La Phủ. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú ba người đối diện, trên người ngưng trọng. Diêm La Phủ không phải Lôi ra có thể so sánh, những người này đều là một nhóm điên, thời điểm nổi điên đến gia tộc Thánh Thành đều phải sợ hãi. Hắn trong lòng cũng âm thầm mắng, Quách tiểu tử không phái người đến, chẳng lẽ cũng là bởi vì Diêm La Phủ. Hoặc là mấy người âm thầm thủ hộ Tiêu Thành bị người Diêm La Phủ giải quyết. Thu liếm tâm thần, con người Mạc Thiên Nhai lần nữa rơi vào trên người ba người. Các hạ thật đúng là kiến thức bất phàm. Một hắc y nhân trong đó mở miệng nói, Mạc Thiên Nhai có thể thấy rõ vết sẹo trên mặt hắn. Đối với hắc y nhân có sẹo lấy lòng, Mạc Thiên Nhai căn bản không đặt ở trong lòng, cau mày nói, các ngươi cũng là vì Mộ Dung Tuyết mà đến. À, xem ra ngươi xác thực biết rõ Mộ Dung Tuyết. Hắc y nhân tà tà cười một tiếng, cười thập phần xâm nhiên, chỉ cần các hạ giao ra Mộ Dung Tuyết, sự tình ngươi giết Lôi Vân, chúng ta có thể coi như không biết. Mạc Thiên Nhai lắc đầu, nói ta không biết Mộ Dung Tuyết trong miệng các ngươi là ai, người Lôi ra cũng nhắc đến cái tên này, nếu có thể, ta đã sớm cho các ngươi. Có đúng không? Hắc y nhân trong nháy mắt ngưng kết, còn người đèn kịt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai, nói, xem ra các hạ là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta không giống Lôi Vân ngu dốt, đứng ở đó mặc cho ngươi giết, ta ngược lại là rất muốn biết. Người ở tòa thành trì này, thời điểm chết ca có thể biết rõ Mộ Dung Tuyết ở chỗ nào hay không? Nói đến đây, hắc y nhân đưa tay vung lên, hai người khác trong nháy mắt hướng bên trong tiêu thành bắn nhanh đi. Dừng tay, Mạc Thiên Nhai nghe vậy, bỗng hét lớn một tiếng, lách mình hướng về hắc y nhân đánh tới. Phẫn nộ sao, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắc y nhân chân đạp thân pháp quỷ dị cấp tốc biến mất tại chỗ, Mạc Thiên Nhai nhào một cái. Thân pháp này tên là thần hành quỷ bộ, chính là thân pháp chiến kỹ đặc thù của Diêm La Phủ, cũng chính là bởi vì điểm này nên Mạc Thiên Nhai mới nhận ra thân phận bọn hắn. Thực lực hắc y nhân mặc dù không bằng Mạc Thiên Nhai nhưng tốc độ của hắn lại vô cùng quỷ dị, hơn nữa mục tiêu hắn cũng không phải giết Mạc Thiên Nhai mà chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi, lấy thực lực hắn hoàn toàn đầy đủ. Nơi xa, hai chiến đế sát thủ khác đã bắt đầu đại đồ sát. Chiến đế cảnh xuất thủ đối phó một chút tu sĩ không phải đồ sát thì là cái gì chứ? Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu, hiện tại đem Mộ Dung Tuyết giao ra còn kịp, nếu như chờ tòa thành này bị đồ diệt. Hắc y nhân cười gằn nói. Mạc Thiên Nhai mặt như băng xương, lạnh lùng quét hai người nơi xa, tâm hắn như kim đâm, rất muốn xông lên trước giết chết hai chiến đế sơ kỳ. Chiến đế trung kỳ muốn chạy trốn, thời gian ngắn giết hắn không được. Nhưng hai chiến đế sơ kỳ lại chưa chắc có thể trốn được. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt hắc y nhân, Mạc Thiên Nhai rất rõ ràng, bản thân nếu đi truy sát hai kẻ kia, hắn tất nhiên lập tức xông vào tiêu phủ triển khai đồ sát.
Một phe là người của Tiêu gia, một phe là người Tiêu Thành, Mạc Thiên Nhai nhất thời không biết lấy hay bỏ như thế nào. Ngươi rất muốn giết chúng ta đúng không? Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng làm không được. Hắc y nhân nhếch miệng cười nói, tựa như âm mưu đạt được. Phải vậy không? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ sau lưng Mạc Thiên Nhai truyền đến, Mạc Thiên Nhai nghiêng người nhìn lại, lại nhìn thấy bàn tử một bộ trường bào màu vàng óng chậm rãi đạp không mà tới. Bàn tử, Mạc Thiên Nhai kinh ngạc nhìn người tới, trừ bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu thì còn có thể là ai? Hắn không nghĩ tới bàn tử vậy mà tại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh, hơn nữa, bàn tử rõ ràng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong nhưng khí tức trên người lại khiến hắn đều để hãi hùng khiếp vía một trận. Những ngày qua đa tạ tiền bối chiếu cố, nơi này liền giao cho ta đi. Bàn tử đối với Mạc Thiên Nhai hơi thi lễ, con người thập phần kiên định nói. Giao cho ngươi, Mạc Thiên Nhai còn tưởng là bản thân nghe lầm, bất quá khi hắn nghĩ tới bản tử thế thức tỉnh lực lượng huyết mạch, có lẽ hắn thật đúng là có thể vượt giai chiến đấu. Cẩn thận một chút, Mạc Thiên Nhai để lại một câu nói, lập tức sát khí trùng thiên, hướng về hai chiến đế cảnh sơ kỳ kia đánh tới. Hắc y nhân lộ ra vẻ cổ quái, nhìn bản tử nói, bản tử, đầu ngươi có bệnh thì thôi, không nghĩ tới lão đầu kia đầu cũng có bệnh, vậy mà để ngươi ngăn ta. Bàn tử cười nhạt một tiếng, lẳng lặng đứng ở hư không, coi thường hắc y nhân, nhìn qua thật đúng là giống một cái đồ đần. Chết bàn tử, người đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi, ta cũng phải nhìn xem, ngươi dùng cái gì ngăn cản ta. Nhìn thấy bàn tử như thế, hắc y nhân lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn là chiến đế cảnh trung kỳ, bị Mạc Thiên Nhai khinh thường đây cũng không tính, dù sao Mạc Thiên Nhai có thể giết chết chiến đế cảnh hậu kỳ Lôi Vân. Đủ để chứng minh thực lực hắn bất phàm. Nhưng bàn tử chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, cho dù nắm giữ chiến lực tuyệt thế chiến hoàng thì như thế nào, tối đa cũng tương đương với chiến đế cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn cũng dám miệt thị mình, điều này khiến Hắc Y Nhân làm sao không giận. Hắc Y Nhân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người bàn tử, đưa tay một chưởng vỗ tới thiên linh cái bàn tử. Một chưởng của Hắc Y Nhân rơi xuống, mắt thấy thời khắc phải đập vào thiên linh cái bàn tử. Đột nhiên bàn tử động, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, kim sắc lưu quang vờn quanh nắm đấm. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, kim sắc lưu quang lại là lôi điện chi lực. Hơn nữa, lôi điện chi lực không phải hồn lực biến ảo mà thành, mà là lôi điện chân chính. Một tiếng nổ vang, chẳng biết lúc nào, nắm đấm bàn tử trực tiếp đánh nhau với trường cương của Hắc Y Nhân, một quyền rõ ràng chậm tới cực điểm, đột nhiên bộc phát ra tốc độ cùng lực bộc phát đến cực hạn. Một đạo ba động hồn lực bạo tạc dập dần xuất hiện, tựa như hư không đều bị cắt đứt, quyền trưởng hai người đâm vào cùng một chỗ, lôi điện mãnh liệt tại hư không giằng co. Đột nhiên, Hắc Y Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, cánh tay truyền đến thanh âm răng rắc, cẳng tay bỗng từ trên bờ vai xuyên thủng ra, máu tươi cùng xương vỡ bay vụt. Mạc Thiên Nhai thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào một cái, bờ môi rung động nói, thân thể và lực lượng thật đáng sợ. Phải biết, bàn tử vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong thôi, một quyền vậy mà đánh nát xương cánh tay chiến đế cảnh trung kỳ, đây là lực lượng lớn đến cỡ nào. Hơn nữa, cường độ thân thể cũng quá đáng sợ, dù là Mạc Thiên Nhai cũng không thể làm đến bước này. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai cũng buông lỏng một hơi, nhìn bàn tử thật có thực lực ngạnh kháng chiến đế trung kỳ, chí ít, về mặt sức mạnh là không thua mảy may. Thân ảnh Hắc Y Nhân bay ngược ra. Đau đớn trên cánh tay truyền đến khiến bộ mặt hắn trở nên có chút vặn vẹo. Lôi điện chi lực, tiểu tử, ngươi là người lôi ra. Tay trái Hắc Y Nhân bưng bít lấy cánh tay phải kém chút vỡ vụn, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Chỉ có lôi ra mới có thể lĩnh ngộ lôi điện chi lực sao? Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, áo bào cổ động, lôi điện mãnh liệt, giống hệt một tôn lôi thần lâm thế. Trên người hắn không phải lôi điện chi lực bình thường. Mà là lực lượng thiên lôi, thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đều sẽ khống chế một loại lực lượng. Cũng chính là dựa vào cỗ lực lượng này, bàn tử mới có thể cùng Hắc Y Nhân tranh phong, bất quá loại trạng thái này đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Ngươi không biết, Tiêu Thành là nơi của lão tam ta sao? Dám đến nơi này quấy rối, chết! Tiếu dung bàn tử bỗng chậm rãi ngưng kết, sau đó biến thành sát ý lạnh như băng, hắn cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông ra. Vạch phá bầu trời đêm, quang mang chói mắt vô cùng. Lưu tinh hám thiên,
Một tiếng gầm điên cuồng, thân ảnh bàn tử bá đạo trực tiếp một quyền đánh vào bên trên lồng ngực hắc y nhân, trong nháy mắt đó, hắc y nhân cảm giác lồng ngực đều trong nháy mắt sụp đổ, thật giống như bị một khỏa thiên thạch oanh trúng. Khụ khụ, hắc y nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo mảnh vụn nội tạng, có thể thấy một kích này của bàn tử thật đáng sợ. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần nghiêu, khi thấy đỉnh đầu bàn tử lơ lửng thân ảnh to lớn, con người hắc y nhân run lên bần bật, hắn rốt cục biết vì sao lực lượng bàn tử lớn vô tận. Nhưng hắn không hiểu là tốc độ bàn tử vì sao lại nhanh như vậy. Hắn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù đụng chạm đến ngưỡng cửa ý chí cũng không có nắm giữ ý chí chân chính, tại sao có thể rất nhanh như vậy. Nhưng tốc độ bàn tử hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lấy tốc độ dạng này, dù là chiến đế hậu kỳ đoán chừng cũng chưa chắc có thể theo kịp. Nếu vật lý công kích không làm gì được ngươi, linh hồn ý chí công kích thì sao? Hắc y nhân cấp tốc rút lui, quá trình rút lui, con người băng lãnh đảo qua bàn tử, lộ ra một tia tàn nhẫn. Công kích linh hồn, đây chính là có thể nghiền ép đại bộ phận lực lượng chiến hoàng cảnh, có ít người thực lực rất cường đại, nhưng ý chí có thể cũng không làm sao. Nghĩ vậy, trên người hắc y nhân đột nhiên dập dờn ra một đạo ba động huyền diệu, một cỗ ý chí cực kỳ lăng lệ trùng kích hướng về bàn tử. Công kích linh hồn sao? Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên mở miệng rộng, hồn lực cổ động. Phá, hét lớn một tiếng, giống như một đầu thần sư gầm thét, vang vọng thiên vũ, hồn lực ba động đáng sợ, chấn động tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy hư không chấn động khiến không khí gợn sóng. Dù là cách nhau mấy trăm trượng, những tu sĩ cấp thấp đều cảm giác màng nhĩ một trận đau nhức, ý thức bị một cỗ lực lượng thần bí trùng kích, tất cả đều hôn mê. Phốc, trong miệng hắc y nhân máu tươi cuồng phún, cố ý chí hắn công sát bàn tử trong nháy mắt bị chấn nát, hắn cũng nhận phản phệ rất lớn. Sắc mặt hắc y nhân trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía bàn tử có một vẻ sợ hãi nồng đậm. Vật lý công kích bị trọng thương, công kích linh hồn lại bị phản phệ, bàn tử đến cùng là thứ gì? Hắc y nhân chỉ cảm giác có chút đau gan, tiểu tử này chẳng lẽ đang giả heo ăn hổ? Ngươi không phải chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Hồi lâu, hắc y nhân rốt cục nói ra một câu. Ngươi cứ nói đi, bàn tử vẫn cười nhạt một tiếng, không quan tâm hơn thua, chỉ nhìn một cách đơn thuần, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đáng sợ như thế. Khẩu Phật tâm xà, trong lòng hắc y nhân gầm thét, sau đó nhìn về phía nơi xa hét lớn, đi. A, vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét thảm, một đồng bạn hắn bị Mạc Thiên Nhai một kiếm xé thành hai nửa, ngay sau đó, Mạc Thiên Nhai hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng một người khác. Sắc mặt hắc y nhân đại biến, chân đạp thần hành quỷ bộ xoay người chạy, chết một người, bọn hắn đã mất đi ưu thế, lưu lại đoán chừng chỉ có một con đường chết. Muốn chạy, con người bàn tử hiện ra lãnh quang, lần nữa xông ra, lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Hắn bộ pháp mặc dù quỷ dị, nhưng lần này đối với bàn tử lại vô dụng, bàn tử cầm lấy một cây kim sắc chiến kích. Nếu không lên, vậy ta liền trực tiếp quét ngang hư không, xem ngươi chạy thế nào. Quả nhiên, bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tại hư không xẹt qua mấy vòng cung, hư không truyền ra thanh âm hô hô, từng đạo vòi rồng quét sạch bốn phương tám hướng. A, danh con, ta liều chết với ngươi. Thân ảnh hắc y nhân từ hư không rơi xuống, cánh tay hắn trước đó bị thụ thương, đầu vai bị chiến thiên kích quét trúng liền trực tiếp nổ tung. Việc này khiến hắc y nhân phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỉ muốn cùng bàn tử liều mạng, sinh tử đều không để ý. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn là lần thứ nhất bị một người tra tấn chết đi sống lại, mấu chốt đối tượng tra tấn hắn vẫn là một chiến hoàng cảnh, hắn làm sao nuốt trôi được cục tức này. Ngươi không có cơ hội. Cũng đúng lúc này, một thanh âm khinh thường vang lên, hắc y nhân mới vừa triệu hồi ra chiến hồn cũng cảm giác thân thể bị một khỏa sao trời đập trúng. Chiến hồn trong nháy mắt vỡ nát, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, hồn hải phá toái, thân thể trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão, chỉ có ý thức còn có chút thanh minh. Ngươi, đao ba hắc y nhân phun ra một chữ, liền rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì, trước khi chết đều đem tổ tông 18 đời bàn tử đều ân cần thăm hỏi một lần. Như thế đã chịu không được, bàn tử nhún nhún vai, một mặt im lặng nhìn bãi thịt nát, một mặt bất đắc dĩ nói. Mạc Thiên Nhai vừa mới chạy tới, nghe được câu này, cơ thể hơi mềm nhũn, nhìn bàn tử như nhìn tên biến thái,
trong lòng thầm mắng nói, đường đường chiến đế trung kỳ làm sao không chịu được, chỉ là lực lượng ngươi quá biến thái. Tiền bối, thi thể này xử lý như thế nào? Bàn tử lấy lại tinh thần, thu hồi chiến thiên kích, quét thi thể trên mặt đất, nhìn về phía Mạc Thiên Nhai hỏi. Mạc Thiên Nhai trong nháy mắt xuất một đạo kiếm khí, thi thể hắc y nhân trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ. Tiền bối, những kẻ này là ai? Bàn tử lại hỏi. Diêm La Phủ. Mạc Thiên Nhai cổ quái liếc mắt nhìn bàn tử, hắn thật đúng là nhìn không ra, bàn tử vì sao lại đáng sợ như thế? Đây đâu phải một tu sĩ chiến hoàng cảnh, căn bản chính là tu sĩ chiến đế cảnh mà, bằng không làm sao có thể đến chiến đế cảnh trung kỳ đều có thể giết. Đây chính là chỗ đáng sợ của lực lượng huyết mạch sao. Mạc Thiên Nhai hít sâu một hơi, cưỡng ép để bản thân bình tĩnh xuống, thực lực bàn tử quá biến thái, cũng quá đả kích người. Diêm La Phủ một trong tam đại tổ chức sát thủ, sắc mặt bàn tử kinh biến, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Ba tôn chiến đế giết Diêm La Phủ, đây không phải sự tình đơn giản, một khi Diêm La Phủ tra được nơi này, bọn hắn đều phải chết. Phải biết, Diêm La Phủ chính là tồn tại ngay cả đại gia tộc Thánh Thành đều phải kiêng kỵ. Trong lòng Mạc Thiên Nhai cũng thập phần nghi hoặc, vì sao người Thánh Thành lôi ra cùng Diêm La Phủ ở cùng một chỗ đây, hơn nữa còn là tìm kiếm Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết, chẳng lẽ là người Mộ Dung gia tộc Thánh Thành? Mộ Dung gia tộc cùng lôi ra không là người Cửu Tiêu cung sao? Trong lòng Mạc Thiên Nhai thập phần buồn bực, nghĩ thầm, ta tại Tiêu Thành ngốc vài chục năm, có lẽ bên ngoài đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai thật sâu thở dài một hơi, hắn và bàn tử cũng trở về Tiêu Phủ. Đại trưởng lão, Nam Cung Huynh. Tiêu Hàn nhìn thấy hai người không việc gì, cũng buông lỏng một hơi. Những ngày qua, đa tạ Tiêu Huynh chiếu cố. Bàn tử chắp tay nói, sau đó vừa mềm tình nhìn Tuyết Lung Giác chậm rãi đi tới. Nam Cung Huynh khách khí. Tiêu Hàn vội vàng khoát tay, cũng không có quấy rầy bàn tử, nhìn về phía Mạc Thiên Nhai nói, đại trưởng lão, tộc nhân có cần tiếp tục hay không? Không đợi hắn nói chuyện, liền bị Mạc Thiên Nhai cắt ngang, để một số người quản lý một chút sự vụ ngày thường là được, những người khác tạm thời không để bọn hắn đi ra. Mạc Thiên Nhai luôn cảm giác việc này không đơn giản như vậy, người Diêm La Phủ lần này có thể tra được nơi này, khẳng định sẽ có lần tiếp theo, không tìm được Mộ Dung Tuyết, đoán chừng cũng sẽ không cam lòng. Vâng, đại trưởng lão. Tiêu Hàn tự nhiên không dám phản kháng, dù sao bên trong tiểu bí cảnh, người Tiêu gia cũng có thể tu luyện tốt hơn, sự tình Tiêu gia để một số người quản lý là được. Bọn hắn không biết là Bạch Long cũng không có chân chính rời đi, mà là âm thầm tiềm phục. Tất cả mọi thứ trước đó đều không trốn qua mắt hắn. Lôi Vân chết, mấy người Diêm La Phủ cũng chết. Tiêu Thành vậy mà đáng sợ như vậy. Trong lòng Bạch Long sợ hãi vô cùng, phía sau lưng đã sớm mồ hôi ướt nhẹp. Hắn rất may mắn bản thân chạy nhanh, bằng không hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi Vân chết, gia tộc cũng tạm thời an toàn, việc này chi tiết nói cho Hoa Thiên Bảo là được, đương nhiên, sự tình có thể hơi sửa lại. Hồi lâu, Bạch Long mới hồi phục tinh thần lại, sau đó rời đi mấy ngày sau, Bạch Long trở lại Long Hoàng Đế Đô, cố ý trước tiên cầu kiến Hoa Thiên Bảo, hắn toàn thân máu me đầm đìa, xem xét chính là bộ dáng bản thân bị trọng thương. Bạch Ái Khanh, ngươi làm sao thụ thương? Hoa Thiên Bảo nhìn thấy bộ dáng Bạch Long, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đế chủ, Bạch Long làm việc bất lợi, cần phải muôn lần chết a. Bạch Long phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Hoa Thiên Bảo. Nức nở nói, Lôi Vân trưởng lão chết, Hắc Hổ cũng chết. Lôi Vân chết, toàn thân Hoa Thiên Bảo run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Lôi Vân là Lôi gia trưởng lão, bây giờ chết ở Đại Long Đế Triều, Hoa gia hắn khó từ tội lỗi. Lúc này, Hoa Thiên Bảo lấy lại tinh thần, quát lên, chuyện gì xảy ra? Bạch Long đem sự tình lúc đầu một năm một mười nói một lần, đương nhiên, hắn không đề cập tới sự tình bản thân chạy trốn. Còn nói bản thân liều mạng như thế nào, nếu như không phải may mắn, đoán chừng đã chết tại Tiêu Thành. Hoa Thiên Bảo ngồi ở trên bảo tọa, nghe Bạch Long kể, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng ngưng trọng. Đế chủ, việc này cần phải như thế nào? Bạch Long thần sắc lo lắng vô cùng, hắn cũng không phải lo lắng Hoa Thiên Bảo như thế nào, mà là lo lắng Lôi gia chất vấn. Ngươi xác định, Lôi Vân đi Tiêu Thành, không phải đi theo các ngươi. Mà là vì kẻ gọi là Mộ Dung Tuyết,
Hoa Thiên Bảo sắc mặt nghiêm túc nói. Ta xác định, Bạch Long không do dự nói, mặc dù lúc ấy cách có chút xa, nhưng nghe được nhất thanh nhị sở. Như thế, cái kia cũng không có sự tình gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Hoa Thiên Bảo mỉm cười, lời đến khóe miệng, nhưng lại nghẹn trở về, tựa như sợ người khác nghe được, ngươi lại thì thầm. Bạch Long không do dự đi qua, nghiêng đầu ngồi xổm ở bên người Hoa Thiên Bảo. Phốc phốc, đột nhiên, một tiếng vang giòn, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Bạch Long, ngay lúc đó, một bàn tay Hoa Thiên Bảo đánh vào bên trên lồng ngực Bạch Long. Đế, Hoa Thiên Bảo, vì cái gì? Bạch Long gọi thẳng tên Húy, hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, Hoa Thiên Bảo vậy mà sẽ xuất thủ với hắn, bản thân dù sao cũng là chiến đế cảnh, dù là một con chó cũng sẽ không tùy tiện giết chết hắn như thế. Bạch Long cùng Hắc Hổ bị Lôi Vân trưởng lão mang đi không biết tung tích, không liên quan gì đến ta, đây chính là cái ngươi muốn. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, ánh mắt Bạch Long kinh dị, một kiếm xoắn nát hồn hải hắn. Hoa Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn thi thể Bạch Long, con ngươi lạnh như băng nói, Tiêu Phàm, ngươi làm rùa đen rút đầu mấy tháng, lần này diệt không được Tiêu gia ngươi, bất quá lần tiếp theo không có vận tốt như vậy. Chỉ cần ngươi dám tham gia Nam Vực Đại Bỉ, lần tiếp theo đối phó ngươi, khả năng liền không phải Hắc Long và Bạch Hổ, mà là Vô Song Thánh Thành Lôi gia. Không thể không nói, Hoa Thiên Bảo tính kế cũng không cạn, chỉ cần Bạch Long vừa chết, hắn liền có thể mượn tay Lôi gia diệt Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Mấy tháng qua, Hoa Thiên Bảo mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cách giết chết Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng, đáng tiếc căn bản không có bóng dáng hai người bọn hắn, cho nên hắn cũng đành phải tìm Tiêu gia xuất khí. Hắn không biết cũng chính là hắn vận khí tốt mới có thể tra được tin tức Tiêu Phàm, bằng không mà nói, Hắc Long và Bạch Long đã sớm biến mất trên thế gian, không tới gần được Tiêu gia. Tiêu Thành, Tiêu gia. Thời gian 10 ngày vẫn không có động tĩnh gì, sẽ không có chuyện gì chứ. Bàn tử mấy ngày nay một mực chú ý đến động tĩnh Tiêu Thành, lại không phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian nửa tháng tiếp theo chính là Nam Vực Đại Bỉ, bàn tử một mực nhớ, hắn không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Chỉ là vừa nghĩ tới Vô Song Thánh Thành, bàn tử lại có chút sầu gì, bởi vì hắn biết thực lực Tuyết Lung Giác muốn đi vào Vô Song Thánh Thành có chút khó khăn, hơn nữa cho dù đi vào cũng có chút nguy hiểm, bàn tử không muốn để Tuyết Lung Giác gặp mạo hiểm. Bàn tử, người tham gia Nam Vực Đại Bỉ, cần phải nhớ đến ta đó, hơn nữa không thể ở bên ngoài thông đồng với nữ nhân khác. Tay Tuyết Lung Giác nắm lỗ tai bàn tử. Yên tâm, nương tử, ta nhất định ngày ngày nghĩ đến nàng. Bàn tử cười ha ha, ôm Tuyết Lung Giác vào lòng, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, nói, Lung Giác, cảm ơn nàng. Tiểu bàn tử, người đợi ở đây, ta rời đi một ngày. Đột nhiên ở ngoài viện truyền đến thanh âm Mạc Thiên Nhai, cũng không đợi bàn tử đáp ứng, hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thiên Nhai rời khỏi Tiêu Thành, thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng, chờ đợi 10 ngày qua cũng không thấy người Thần Phong học viện, trong lòng hắn đã kìm nén không được. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như đoạn thời gian trước, người Thần Phong học viện không xuất hiện, trong khoảng thời gian này cũng nên xuất hiện rồi, chẳng lẽ Thần Phong học viện xảy ra vấn đề gì? Tiêu Thành cách Yến Thành cũng không phải là rất xa xôi, Mạc Thiên Nhai một hai canh giờ liền chạy tới Thần Phong học viện. Thần Phong học viện vẫn rách nát như thế, một mảnh tĩnh mịch. Mạc Thiên Nhai đứng ở cửa ra vào Thần Phong học viện, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, từ biệt nơi đây đã vài chục năm, bây giờ lần nữa trở về, luôn cảm giác thất vọng mất mát. Dừng lại, Mạc Thiên Nhai vừa mới chuẩn bị bước vào Thần Phong học viện, đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ngăn hắn lại. Cũng không vì thân phận Mạc Thiên Nhai mà cho đi. Khí tức trên người bóng đen thập phần cường đại, lại là tu vi chiến hoàng đỉnh phong. Mạc Thiên Nhai từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, hắc y nhân cung kính thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Bước vào Thần Phong học viện, thần sắc Mạc Thiên Nhai hơi hơi ngưng tụ, cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa đi đến. Lão viện trưởng, ngài rốt cục đồng ý trở về. Thanh âm Quách lão quỷ truyền đến. Đi theo phía sau hắn là Phúc Bá. Mạc Thiên Nhai khoát khoát tay, hỏi Thần Phong học viện xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, trên mặt Quách Sĩ Thần lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói, hai tháng trước, bọn hắn lại bắt đầu kế hoạch kia, ta đem tất cả thủ vệ đều triệu hồi đến, ai,
đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, lão viện trưởng, Tiêu Thành không có việc gì chứ. Lại thất bại, Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, trong lòng hắn buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng Thần Phong học viện xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Ngừng lại, lại nói, vài ngày trước, người Diêm La Phủ xuất hiện ở Tiêu Thành. Không có việc gì chứ, thần sắc Quách Sĩ Thần cứng lại. Tạm thời không có chuyện gì, lần sau có việc nhớ kỹ thông chi trước một cái, đám lão bất tử kia chơi đùa nhiều năm như vậy còn không chịu từ bỏ, hiện tại đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mạc Thiên Nhai mị mị hai mắt, nói, nếu không có sự tình gì, vậy ta liền đi trước. Không đợi mấy ngày ư, Phúc Bá cười cười. Phúc Bá, có thời gian tới Tiêu Thành bồi ta uống chút rượu. Mạc Thiên Nhai quay đầu liếc mắt nhìn Phúc Bá, vẫn quay người rời đi, hắn tương đối lo lắng an nguy Tiêu Thành. Lão viện trưởng yên tâm, một lúc nữa sẽ lập tức đi. Quách Sĩ Thần nhìn bóng lưng Mạc Thiên Nhai, lại quát to một tiếng. Oanh, một tiếng vang trầm, bên trong cổng vòm thông đạo Thần Phong học viện đột nhiên truyền đến một trận hồn lực ba động cường đại, bất quá hư không cũng đồng thời nổi lên từng đạo gợn sóng, đem ba động đè xuống. Còn không có từ bỏ, Quách Sĩ Thần cau mày một cái. Chỉ cần không chết, bọn họ sẽ không buông tha, bọn hắn đã nhập ma rồi. Phúc Bá lắc đầu thở dài nói. Chớp mắt lại qua 10 ngày, Tiêu Thành những ngày qua ngược lại là thập phần yên tĩnh, Diêm La Phủ không có tiếp tục tăng thêm nhân thủ, vì một Mộ Dung Tuyết, chết mười mấy chiến hoàng, ba chiến đế đối với bọn hắn mà nói cũng là tổn thất không thể đo lường. Ly Hỏa Đế Đô, bên trong trúc viên của Bắc Lão. Tiêu Phàm nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm một bộ hồn văn đồ trên vách tường, chính là thiên cơ đồ mà Bắc Lão một mực nghiên cứu, chỉ là lấy thực lực Tiêu Phàm vẫn xem không hiểu nhiều, nhưng có Bắc Lão chỉ điểm, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch. Quanh thân Tiêu Phàm lưu chuyển lên một cỗ ba động huyền diệu, thậm chí còn có kiếm khí lưu chuyển, cỏ non bên người Tiêu Phàm điên cuồng sinh trưởng, đã qua phần eo hắn. Hồi lâu, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn biến hóa bốn phía. Người tỉnh, Bác Lão thanh âm tự ái vang lên, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Lão sư, ta ngồi bao lâu rồi? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, vừa mới đắm chìm trong thiên cơ đồ, hắn hoàn toàn quên thời gian. Không lâu, cũng chỉ không đến 3 ngày. Bác Lão cười nói. 3 ngày, âm thanh Tiêu Phàm đột nhiên đề cao hơn mấy chục decibel, nói, lão sư, ta... Chớ nóng vội. Bác Lão khoát tay một cái nói, những ngày qua, người đối với bất hủ ý cảnh lĩnh ngộ đã đạt tới bình cảnh, đụng chạm đến biên giới bất hủ ý chí, bất quá ta hy vọng ngươi chân chính lĩnh ngộ nhất trọng bất hủ ý chí mới đột phá chiến đế, kể từ đó, cơ sở ngươi sẽ vững chắc hơn nhiều. Vâng, đa tạ lão sư dạy bảo. Tiêu Phàm gật đầu, cung bái nói. Ngươi muốn đi Vô Song Thánh Thành, vi sư cũng không có gì tốt đưa ngươi, ta sẽ đưa ngươi một vật. Bác Lão vuốt vuốt sợi râu, trong bàn tay liền xuất hiện một bản thư tịch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thư tịch lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị 4 chữ trên thư tịch hấp dẫn, kinh ngạc nói, bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân này cần lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh mới có thể tu luyện, người chậm rãi tu luyện, tự sẽ ngộ ra diệu dụng trong đó. Bác Lão thản nhiên nói, vâng, đa tạ lão sư, Tiêu Phàm cung kính một xá. Nguyên bản hắn tưởng là Bác Lão sẽ chỉ dạy hồn điêu chi thuật cho mình, không nghĩ tới trên người hắn vẫn còn có chiến kỹ phòng ngự bá đạo bậc này. Mặc dù Tiêu Phàm không biết chiến kỹ này là mấy phẩm, nhưng chỉ từ danh tự nhìn liền biết nó bất phàm rồi. Sau một khắc, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được mở thư tịch ra, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển, rất nhanh liền chìm vào trong đó. Nửa chén trà nhỏ thời gian, trên người Tiêu Phàm đột nhiên tản ra từng đạo kim quang như có như không. Bác Lão nhìn một bên trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe nói qua thiên phú Tiêu Phàm tu luyện chiến kỹ rất biến thái, nhưng đây cũng quá biến thái rồi, thời gian nửa chén trà nhỏ liền đụng chạm đến ngưỡng cửa của bất diệt kim thân. Bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng, bất diệt kim thân đem bất hủ ý cảnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hồi lâu, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, thần sắc hết sức kích động nói. Ngươi ngộ được, Bác Lão cưỡng ép để bản thân bình tĩnh xuống. Lực Tiêu Phàm lĩnh ngộ khiến hắn đều hãi hùng khiếp vía một trận. Xem như lĩnh ngộ ba thành, Đồ Nhi tin tưởng không cần bao lâu liền có thể tu luyện thành bất diệt kim thân. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ cần là chiến kỹ,
hắn sẽ thập phần tự tin. Một đoàn hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn toát ra, bí tịch bất diệt kim thân trong nháy mắt bị cháy hết mất. Tốt, tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ trong đầu thường xuyên minh tưởng thiên cơ đồ, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Bác lão gật đầu, đối với sự trưởng thành của Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vâng, đồ nhi cáo từ, lão sư bảo trọng. Tiêu Phàm thân thể cong 90 độ, sau đó dứt khoát quay người rời đi, đã qua hơn 20 ngày, hắn còn muốn chạy về Tiêu Thành, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Đúng rồi, mấy ngày trước, Nam Cung Tiêu Tiêu trở lại đế đô, sự tình gia tộc của ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ thay ngươi trông nom một hai. Người cứ yên tâm tiến về Vô Song Thánh Thành. Thời khắc Tiêu Phàm đi tới cửa, thanh âm bác lão vang lên lần nữa. Thân thể Tiêu Phàm khẽ run lên, tảng đá lớn trong lòng cũng rốt cục rơi xuống. Có bác lão nói câu này, hắn còn có lo lắng gì đây? Không nói thực lực bác lão, dù là trên tạo nghệ hồn văn, tùy ý bố trí một cái hồn giới, cho dù chiến đế cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Phàm đối với thực lực bác lão cũng vô cùng hiếu kỳ, theo hắn tu vi đề cao, bác lão ở trước mặt hắn càng là thâm thúy rộng lớn, căn bản nhìn không thấu mảy may. Tạ ơn lão sư, Tiêu Phàm từ đáy lòng nói cảm tạ, cả người trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết, bàn tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, thực lực sẽ như thế nào. Tiêu Phàm trở lại thần châm các, lại phát hiện đám người sớm đã chờ hắn lâu ngày. Lão Tam, Tam Ca, Sư Thúc, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Bàn Tử, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất cùng Bắc Thần Phong tất cả đều chào đón, thần sắc đám người vô cùng kích động. Nhìn thấy Bàn Tử không việc gì, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra nụ cười, một quyền đánh trên người vào Bàn Tử, cười nói, lão nhị, hoan nghênh trở về. Yên tâm, từ nay về sau cũng sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Bàn Tử thoải mái cười nói. Nhưng con ngươi lại vô cùng kiên định, trên mặt càng lộ ra một loại tự tin vô địch. Có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Tiêu Phàm cười nói, đúng rồi, Tiêu Thành không có chuyện gì chứ. Tiêu Thành tạm thời không có việc gì, bằng không ta cũng sẽ không sớm chạy về, bất quá. Bàn Tử lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tuy nhiên làm sao, Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bàn Tử hít sâu một hơi đem sự tình phát sinh vài ngày trước giảng thuật cho Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm biến hóa không ngừng. Người Đại Long Đế Triều đến giết ta, là người Hoa Gia, Tiêu Phàm nhíu mày, tại Đại Long Đế Triều, hắn cũng chỉ dây vào Long Gia và Hoa Gia, Long Gia đã giải quyết ân oán xong vậy cũng chỉ còn Hoa Gia. Hẳn là Hoa Gia, hai tháng trước, sự tình ngươi đang ở Đại Long Đế Đô cũng chuyển đến nơi này, về sau Long Gia đột nhiên bị Hoa Gia hủy diệt. Nghe nói Đại Long Đế chủ chết thảm, Long Tiêu bị bắt sống, có vẻ như chỉ có Long Thần chạy trốn. Quan Tiểu Thất chen lời nói. Cái gì, Long Gia bị hủy diệt, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng lại bổ sung một câu, hẳn là bởi vì nguyên nhân Long Vũ cứu ta, thế nhưng Hoa Gia không thể cường đại như thế. Sự tình này ta biết một chút. Bắc Thần Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tiêu Phàm, nói, hình như là Cửu Tiêu Thương Hội Lôi Gia nhúng tay vào. Lôi ra cùng Diêm La Phủ không phải vì Mộ Dung Tuyết mà tới sao? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc. Ta cảm thấy là trùng hợp, Lôi ra có lẽ là đặc biệt vì Mộ Dung Tuyết mà đến, nhưng cùng Hoa ra lại có quan hệ, giết người cùng giết Mộ Dung Tuyết vừa lúc đụng cùng một chỗ. Bàn Tử suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật đầu, cũng chỉ có giải thích sự tình này như vậy, bất quá trong lòng hắn có một loại lửa giận vô danh, ngưng tiếng nói, hay cho Hoa ra. Dám tìm Tiêu gia ta gây phiền phức, cũng đừng trách ta không khách khí. Tam ca, thù này ta giúp người báo. Trong mắt Quan Tiểu Thất lóe lên một vòng sát quang, cười ta nói, vừa mới nhận được tin tức, lần này Nam vực đại bỉ sơ tuyển chính là tại Long Hoàng Đế Đô. A, con người Tiêu Phàm cũng hơi sáng lên, lạnh giọng nói, xem ra ta cùng Đại Long Đế Triều thật đúng là hữu duyên rồi. Mạc Tiền Bối nói, sự tình Tiêu gia ngươi không cần lo lắng. Lần trước để người Hoa gia tìm tới Tiêu Thành chỉ là ngoài ý muốn, lần sau Đại Long Đế Triều cùng Diêm La Phủ đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Bàn Tử lại bổ sung một câu. Nghe thấy Bàn Tử nói, bọn Quan Tiểu Thất lộ ra vẻ kinh ngạc, Diêm La Phủ chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ,
người Tiêu gia vậy mà không để ở trong mắt. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết Thần Phong học viện bất phàm, phải biết Nam Cung Vũ phái người đi đều áp không được Tiêu Thành, huống chi Hoa gia. Có lẽ đúng như bàn tử nói, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Người mới vừa nói Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển, không phải nói Nam Vực Đại Bỉ sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Quan Tiểu Thất nói, hắn đối với những sự tình này cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy, chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Cái này ta biết, cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ kỳ thật không chỉ là tu sĩ cửu đại đế triều, mà là tu sĩ toàn bộ Nam Vực, địa điểm cử hành là ở Vô Song Thánh Thành. Bàn tử nói ra, đây chính là chỗ tốt của đệ tử đại gia tộc, đối với những tin tức này đều biết nhất thanh nhị sở. Ngừng lại, bàn tử lại nói ra, tại Đại Long Đế Triều chỉ là sơ tuyển, chỉ có đạt tới điều kiện bọn họ mới có tư cách tham gia cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ, nói đến cùng, kỳ thật chỉ là vật làm nền cho người Vô Song Thánh Thành mà thôi. Nghe nói như thế, thần sắc đám người ngưng tụ, bản thân bọn họ chỉ là vật làm nền sao? Vậy như thế nào mới có tư cách tham gia? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn cho tới bây giờ không cho rằng bản thân chỉ là một vật làm nền. Một đường đi tới, hắn gặp gỡ không ít thiên tài, vương triều, hoàng triều, đế triều, có bao nhiêu người ngã xuống trong tay hắn, coi như thánh thành thì đã sao? Rất đơn giản, khảo nghiệm ý chí lực, người có ý chí lực càng mạnh, cơ hội lựa chọn càng lớn, bởi vì khi bọn hắn nhìn đến, người ý chí càng mạnh thì tiềm lực cũng càng lớn. Bàn tử hít sâu một cái nói. Nếu như vậy, chỉ có người thực lực chiến hoàng cảnh trở lên mới có tư cách tiến vào, bởi vì danh ngạch có hạn định, lấy thực lực chúng ta tiến vào Vô Song Thánh Thành không khó, nhưng mấu chốt là sau khi tiến vào Vô Song Thánh Thành. Bàn tử lại nói, về sau sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không nghĩ ngợi hỏi. Về sau chúng ta sẽ tham gia Nam Vực Đại Bỉ, Nam Vực Đại Bỉ rất tàn khốc, bất quá người sống sót có thể lựa chọn gia nhập các đại thế lực Vô Song Thánh Thành. Chỉ là nếu như thực lực quá thấp mà nói, chưa chắc có thể sống sót gia nhập Thánh Thành. Trong mắt bàn tử lóe lên vẻ ngưng trọng, đương nhiên, tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh khí Thánh Thành không phải nơi này có thể so sánh, dù tàn khốc như thế nào cũng sẽ khiến tu sĩ chạy theo như vịt. Tàn khốc như thế nào, có tàn khốc hơn sát phương thí luyện sao? Trong lòng Tiêu Phàm lẩm bẩm, lúc trước hơn 10.000 người tham gia sát phương thí luyện, cuối cùng chỉ còn lại không đến 100 người. Tỷ lệ tử vong đạt tới 99%, việc này là chân chính là cửu tử nhất sinh rồi. Tàn khốc, đây chẳng qua là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đối với cường giả mà nói căn bản không quan tâm. Lúc nào đi, Tiêu Phàm nhớ thời gian Nam Vực Đại Bỉ càng ngày càng đến gần mới đúng. Đúng rồi Tam Ca, ta tới tìm ngươi chính là cố ý nói cho ngươi biết, ngày mai Chiến Hồn Học Viện sẽ thống nhất dùng phi độ chiến thuyền đưa người đi qua, ngươi cũng đừng quên. Sư tôn ta đã thay ngươi báo danh. Quan Tiểu Thất nói ra. Được, ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, con người càng ngày càng kiên định, trong lòng chậm chạp nói, tiểu ma nữ, chờ ta tới đây. Nhịp tim Tiêu Phàm có chút gia tốc, trong đầu hắn đã nghĩ đến bản thân xuất hiện ở Vô Song Thánh Thành, nhìn thấy tiểu ma nữ. Yên tâm, lão Tam, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiểu ma nữ. Bàn tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói. Ân, Tiêu Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Phàm một mực ở thần châm các chỉ điểm Tần Mặc cùng Lê Ngự châm cứu chi thuật, theo thực lực đề cao, Tiêu Phàm khống chế hồn lực đã đến cấp độ khủng bố. Hai thất phẩm luyện dược sư Tần Mặc cùng Lê Ngự lại hoàn toàn bị thủ đoạn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Sư huynh, Tiêu Nhất Châm thật đúng là danh phù kỳ thực. Lê Ngự từ đáy lòng cảm thán nói. Sư huynh. Người đã đột phá đến bát phẩm rồi. Tần Mặc chấn kinh nhìn Tiêu Phàm, thật sự là thủ đoạn Tiêu Phàm như thần hồ kỳ kỹ, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu. Tiêu Phàm chỉ nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, bát phẩm luyện dược sư, có lẽ vậy. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, tu sĩ trẻ tuổi một đời thiên tài toàn bộ đều tụ tập ở nội viện Chiến Hồn Học Viện, một nhóm bọn Tiêu Phàm cũng rất sớm chạy tới quảng trường Chiến Hồn Học Viện. Tiêu Phàm Bàn tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Tiểu Kim, Tiểu Minh đám người tất cả đều xuất hiện, trừ cái đó ra, còn có hơn 40 tu sĩ chiến hoàng cảnh. Mặc dù chiến hoàng cảnh chiến hồn học viện không ít,
nhưng người có thể tự tin thông qua Nam vực sơ tuyển cũng không phải là rất nhiều. Cho dù là hơn 50 người, đoán chừng cũng không có khả năng toàn bộ có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Lần này là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng hộ tống. Oanh long long, phi đội chiến thuyền lần nữa khởi động, một cỗ tiếng gầm to lớn vang vọng khắp nơi, tất cả tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể tham gia Nam vực đại bỉ vốn chính là một loại vinh quang. Đúng rồi, tiểu tử Bắc Thần Phong kia đâu? Tiêu Phàm nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng Bắc Thần Phong, chẳng lẽ tiểu tử kia không định tham gia? Sư thúc, bảo trọng, Tiêu Phàm lời nói cứng rắn truyền xuống, phía dưới phi độ chiến thuyền truyền đến tiếng Bắc Thần Phong, một bộ dáng cần ăn đòn, Tần Mộng Điệp còn đứng bên cạnh hắn. Tiểu tử này, thật đúng là chỉ cần mỹ nhân. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười nói. Đây mới là cá tính. Bàn tử thở dài nói, hắn muốn ở lại Ly Hỏa Đế Đô, nhưng hắn lại không bỏ được Tiêu Phàm và tiểu ma nữ. Lão nhị, kỳ thật ngươi cũng có thể lưu lại. Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, hắn tin tưởng, lấy thiên phú bàn tử lưu tại Ly Hỏa Đế Đô cũng có thể đột phá chiến đế cảnh. Ta đi cùng ngươi đem tiểu ma nữ trở về. Bàn tử cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Phi độ chiến thuyền khởi động hóa thành một vệt sáng phóng hướng chân trời. Ly Hỏa Đế Đô trong tầm mắt đám người nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở chân trời. Đám người Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, trong lòng đối với Nam vực đại bỉ có chút chờ mong, cũng tương tự có chút bận tâm. Lấy tốc độ phi độ chiến thuyền đoán chừng 2 ngày liền có thể chạy tới Long Hoàng Đế Đô, trong lòng Tiêu Phàm luôn cảm giác lần này chuyến đi tới Thánh Thành sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng. Đám người trầm mặc một trận, mấy canh giờ sau, phi độ chiến thuyền đã ra khỏi địa giới Đại Ly Đế Triều, tiến vào một mảnh cổ lâm nguyên thủy. Lão Tam, không cần lo lắng, lão đại khẳng định đã chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Bàn tử đi đến Tiêu Phàm bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, một trường đẩy lên người bàn tử, đồng thời, cả người hắn hướng về phía sau thối lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một vệt sáng từ trên cao rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm trên boong thuyền. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên đẩy hắn ra khiến hắn không biết vì sao, lại không nghĩ rằng trên trời đột nhiên rớt xuống đổ vật. Tiếng vang cực lớn cũng trong nháy mắt hấp dẫn những người khác, rất nhiều người vội vàng vây quanh, khiến đám người rất ngạc nhiên là, trong hố lớn chính giữa boong thuyền lại là một đứa bé. Tiểu hài không sai biệt lắm khoảng 5-6 tuổi. Béo ị, mặc một bộ xiêm y màu xám cũ nát, chân trần, da rẻ xanh tím, thật giống như bị người ẩu đả, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Con nhà ai thế, lại bị ném loạn như rác rưởi vậy? Có người đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, tốc độ phi độ chiến thuyền không phải nhanh bình thường, đứa trẻ này đoán chừng còn chưa tới tuổi tác thức tỉnh chiến hồn đi, làm sao xuất hiện ở trên chiến thuyền được? Đám người ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, lại không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể nhìn thấy đám mây không ngừng lùi lại. Ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Đột nhiên, tiểu hài tử đứng dậy, giận mắng chỉ người vừa nói kia. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nào nghĩ đến tiểu hài tử này lại còn sống sót, từ trên trời ngã xuống lại không chết. Nhất là ngữ khí hắn mắng chửi người, hoàn toàn một bộ dáng ông cụ non. Không phải là lão quái vật cải lão hoàn đồng chứ? Lại có người suy đoán nói, những người khác nghe vậy, cười ha hả. Không cho cười, tiểu hài tử cắm eo nhỏ, hướng về phía bốn phía hung thần ác sát nói, chỉ là tại một đám chiến hoàng cảnh nhìn đến, căn bản không đáng sợ, ngược lại có chút đáng yêu. Ha ha, đám người nghe vậy, cười càng vui mừng. Tiểu hài tử chỉ tu sĩ bốn phía, tức giận nói, ta muốn quyết đấu cùng các ngươi. Ngươi là tiểu đệ đệ hay là tiểu muội muội vậy? Quan tiểu thất cũng tò mò hỏi, hắn nhìn về phía tiểu hài tử ngược lại có chút thương hại, dường như nghĩ đến bản thân đã từng như thế. Tiểu đệ đệ, tiểu hài tử nói năng có khí phách, tựa như thập phần khó chịu quan tiểu thất đến nam nữ đều không phân rõ. Tiểu đệ đệ, chúng ta đều là chiến hoàng, người muốn cùng chúng ta quyết đấu. Lại có một người trêu ghẹo nhìn tiểu hài tử. Không sai, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu Nam Hài thập phần chân thành nói. Ha ha, đám người nghe vậy, tiếng cười quanh quẩn trong hư không, thật lâu không dứt. Nhưng sau một khắc,
Tất cả nụ cười trên mặt mọi người đột nhiên ngưng kết tại chỗ, chỉ thấy tiểu nam hài đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã trước ngực người kia. Sau đó, tiểu nam hài nắm đấm phấn nộn nhẹ nhàng nện bên trên lồng ngực tu sĩ, ngay sau đó truyền đến thanh âm một trận nứt xương, người kia bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại. Cái này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, đây chính là chiến hoàng cảnh đó, lại bị một đứa bé trai 6 tuổi cho một quyền đánh bay. Tĩnh, hiện trường lạ thường tĩnh, hỏa hoàng, kiếm hoàng cùng hoa hoàng vừa mới chạy tới cũng bị một màn này làm cho chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu nam hài. Ta đang nằm mơ sao? Cho dù ngươi vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện cũng mới 5-6 năm đi, làm sao có thể cường đại như thế? Chẳng lẽ là trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Không ít người xoa xoa hai mắt, còn cho là hoa mắt, chỉ là vô luận bọn hắn lau mắt như thế nào, tu sĩ chiến hoàng cảnh vẫn nằm trên mặt đất. Khụ khụ, lúc này, tu sĩ chiến hoàng cảnh gian nan từ dưới đất đứng dậy, hổ khẩu một trận đau nhức, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn cũng không dám giễu cợt tiểu nam hài, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cùng công kích lực hoàn toàn có thể miểu sát hắn, nếu như không phải tiểu nam hài cố ý nhường, đoán chừng hắn đã không đứng dậy được. Còn có ai muốn quyết đấu cùng ta? Tiểu nam hài căm tức nhìn đám người bốn phía nói, nắm tay nhỏ đi lên bất lực như thế nhưng lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Đám người câm như hến, cùng một đứa bé quyết đấu, đánh thắng, bản thân cũng không vẻ vang, đánh bại càng thêm mất mặt. Ai nguyện ý cùng hắn quyết đấu? Dừng lại, đột nhiên, một tiếng gầm từ trên cao truyền đến. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại nhìn thấy có mấy điểm đen từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Các ngươi không được nói đã gặp qua ta. Tiểu nam hài nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lách mình biến mất tại chỗ, trừ Tiêu Phàm bọn hắn, số ít mấy người, không có người nào biết rõ hắn là biến mất như thế nào. Ta bảo các ngươi dừng lại. Không nghe thấy sao? Mấy tức sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên phi độ chiến thuyền, một cỗ khí tức cuồng bạo phóng tới bốn phương tám hướng, quét sạch đường bay phi độ chiến thuyền, đám người bị dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Chiến đế, cảm nhận được khí tức trên người mấy người, Tiêu Phàm trong nháy mắt có phán đoán, thần sắc ngưng lại, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Rất rõ ràng, bốn người là truy tung tiểu nam hài kia, chỉ là... Truy tung một tiểu nam hài 5-6 tuổi lại cần bốn cường giả chiến đế xuất thủ sao? Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đó là bốn nam tử mặc trường bào màu trắng, phục sức thống nhất, trên người lộ ra một cỗ khí tức tùy tiện, bá đạo. Nhất là ánh mắt nhìn về phía bọn Tiêu Phàm, tràn ngập một loại coi thường, như nhìn một chút sâu kiến. Các ngươi là người nào? Hỏa hoàng như lâm đại địch, đề phòng nhìn bốn người không trung nói. Ta bảo các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Đối phương tựa như căn bản không nghe hỏa hoàng nói, một nam tử khôi ngô cầm đầu trong bốn người mở miệng nói, ngữ khí ngạo nghễ, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua phía trên bong thuyền. Ngừng! Hỏa hoàng quát nhẹ một tiếng, đối phương là bốn chiến đế cảnh, hắn và kiếm hoàng mặc dù không sợ, nhưng nếu như đối phương muốn giết chết học viên chiến hồn học viện, bọn hắn cũng không ngăn cản được. Hơn nữa! Phi độ chiến thuyền cho dù toàn lực đi đường cũng tuyệt đối so ra kém chiến đế cảnh, dứt khoát liền để phi độ chiến thuyền dừng lại. Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy một đứa bé trai hay không? Nhìn thấy phi thuyền dừng lại, nam tử khôi ngô áo bào trắng trên mặt lóe qua vẻ hài lòng. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng lên bong thuyền, một chút chiến hoàng cảnh làm sao có thể chịu đựng được ý chí trùng kích của chiến đế cảnh. Tiêu Phàm cùng đám người bàn tử còn may. Nhưng những tu sĩ chiến hoàng cảnh hậu kỳ chiến hồn học viện chưa chắc có thể ngăn cản được. Các hạ không khỏi quá phận rồi đi. Hỏa hoàng nhìn thấy một đám học viên mặt lộ vẻ khó coi, một bước tiến lên, khí thế chiến đế cảnh tản ra đem cỗ áp lực kia ngăn cản lại. Học viên chiến hồn học viện lập tức buông lỏng một hơi, cảm kích nhìn hỏa hoàng. Lão đồ vật, người muốn chết hay sao? Nam tử khôi ngô áo bào trắng mở chừng hai mắt, rất có một bộ tư thế xuất thủ. Con mẹ nó ngươi mới tìm chết, ngươi là cái thá gì, hỏi chúng ta cũng liền thôi, còn diễu võ dương oai, chúng ta nợ ngươi hay sao? Nhìn thấy hỏa hoàng bị chửi, quan tiểu thất lập tức không chịu được, đi đến bên người hỏa hoàng, chỉ nam tử khôi ngô nơi xa nổi giận mắng. Cái này không nói còn tốt, nói chuyện liền tựa như chọc tổ ong vò vẽ, nam tử khôi ngô giận tím mặt,
cười gằn nói, xem ra là các ngươi đem Sở Phiền giấu đi, giết bọn chúng. Hô, 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 sau lưng ba người lách mình hướng về bong thuyền xông lên, khí thế bá đạo đè người không thở nổi. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng ba người nhìn nhau, không chút do dự xông lên, lục đại cường giả trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng đã đột phá đến chiến đế sơ kỳ, thực lực tự nhiên bất phàm, bất quá hai chiến đế đối diện bọn hắn cũng không yếu, đều là tu vi chiến đế trung kỳ. Nhưng Hoa Hoàng vẫn chỉ là chiến hoàng mà thôi, đâu là đối thủ của chiến đế cảnh trung kỳ, mấy hiệp bị chèn ép, liền bị coi thường. Thần sắc Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cứng lại, bọn hắn cũng thiếu chút xông lên, bất quá cân nhắc đến an nguy học viên chiến hồn học viện, hai người cưỡng ép xuống. Toàn bộ giết, chúng ta sẽ chậm chậm tìm. Nam tử khôi ngô cười giận dữ nói. Người ngươi muốn tìm không ở nơi này. Tiêu Phàm hướng về nam tử khôi ngô quát to, người này thật đúng là không phải bá đạo cùng cuồng vọng bình thường. Các ngươi chỉ là tìm người mà thôi, vậy mà liền đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Nếu như không phải cố kỵ người sau lưng, không quản ngươi là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Có đúng không? Đáng tiếc, hiện tại đã muộn, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Nam tử khôi ngô lạnh lùng cười một tiếng, tựa như trong mắt hắn, sinh mệnh người khác căn bản không đáng tiền, như sâu kiến. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Lời nói nam tử khôi ngô băng lãnh, quanh quẩn tại hư không, đám người chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, không ít người càng bị dọa đến sụi xuống mặt đất. Chiến đế cảnh muốn giết bọn hắn, có thể còn sống được sao? A đột nhiên một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy đầy trời biển hoa tại hư không nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Sau một lát, ánh mắt mọi người rơi vào bên trên một đạo thân ảnh khô gầy trên không trung, chỉ thấy Hoa Hoàng bị tu sĩ chiến đế cảnh một kiếm xuyên thủng lồng ngực, máu tươi bay vụt xuống. Hoa Hoàng, nơi xa, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng phẫn nộ gào thét, ra sức đánh lui hai đại cường giả chiến đế đối diện. Yên tâm, kế tiếp liền là các ngươi. Hoàng Tuyền Lộ sẽ không cô độc. Chiến đế cường giả nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm trong tay vẩy một cái, thân thể Hoa Hoàng đột nhiên tại hư không nổ tung, bị vô số kiếm khí cắt đứt, tiêu tán tại hư không. Giết Hoa Hoàng, người kia trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị, hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Chạy mau, Hỏa Hoàng kêu to, bọn hắn bị hai người cuốn lấy, đối phương xuất thủ còn có hai tu sĩ chiến đế cảnh. Bọn hắn sao có thể làm đối thủ? Những người này là học viên ưu tú nhất chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều, nếu như chết ở chỗ này sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Chỉ có chạy trốn, bọn hắn chừng 50 chiến hoàng cảnh có lẽ còn có cơ hội tồn sống sót. Trốn, nam tử khôi ngô mặt coi thường, nếu như một nhóm chiến hoàng cảnh đều có thể từ trên tay hắn chạy trốn, vậy hắn thật đúng là quá mất mặt rồi. Bố khỉ, nhưng lúc này... Một tiếng gầm vang vọng không trung, chỉ thấy một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên từ bong thuyền xông thẳng Cửu Tiêu, thoáng cái liền xuất hiện ở trước người chiến đế cường giả cao gầy, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất hiển nhiên là Bàn Tử xuất thủ. Thật nhanh, con người nam tử cao gầy hơi co rụt lại, trường kiếm rung động, không chút do dự hướng về thân ảnh kim sắc chém xuống. Chiến thiên, đột nhiên, truyền ra thanh âm giận dữ, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang quét ngang hư không. Một cây kim sắc chiến kích tại hư không tách ra quang mang chói mắt, chân trời đều bị nhuộm thành kim sắc, chói mắt, chói mắt. Cách tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy trường kiếm trong tay nam tử cao gầy vỡ nát, kim sắc chiến kích càng như trường tiên đâm vào trên người hắn. Chết Bàn Tử, người tự tìm cái chết. Nam tử cao gầy nào sẽ nghĩ đến một tu sĩ chiến hoàng cảnh lại có lực đạo cùng tốc độ đáng sợ như thế. Nhìn trường kiếm trong tay vỡ nát. Hắn cũng tức giận tới cực điểm, chỉ muốn giết chết Bàn Tử. Tay hắn hướng thẳng đến chiến thiên kích chộp tới, chỉ là khi đụng chạm đến chiến thiên kích, hắn liền hối hận, lực lượng bá đạo hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Nam tử cao gầy kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bị đứt gãy, xương cốt thể nội đoạn tận mấy cái. Dám đả thương ta, gan chó thật lớn. Nam tử khôi ngô trung niên rốt cục nhịn không được, thân hình lóe lên trong nháy mắt hướng Bàn Tử đánh tới. Thử ngâm, cũng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lăng lệ vạch phá thiên địa, từ bong thuyền sông lên trời, trong nháy mắt ngăn lại đường đi nam tử khôi ngô, khi hắn lấy lại tinh thần lại nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đứng đối diện hắn.
đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm con người băng lãnh tới cực điểm, Hoa Hoàng bị giết khiến hắn vô cùng phẫn nộ, dù biết rõ không phải đối thủ chiến đế cảnh, hắn cũng không có mảy may e ngại. Một tên miệng còn hôi sữa lại dám cản ta. Trong mắt nam tử khôi ngô lóe lên sát khí nồng đậm, người không động, một cỗ ý chí đáng sợ liền hướng Tiêu Phàm vọt tới. Chiến đế cảnh hơn chiến hoàng cảnh, chính là có thể thi triển công kích linh hồn. Cút, Tiêu Phàm quát ra một chữ, một đạo hồn kiếm từ trong miệng hắn phun ra, xé rách hư không, chém về phía nam tử khôi ngô. Hồn lực chi kiếm lăng lệ dị thường, hơn nữa ẩn chứa một tia uy lực tu la ý chí, trong nháy mắt xé nát công kích linh hồn nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô run lên bần bật, một tia máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, công kích linh hồn bị phá, tự thân cũng đụng phải phản phệ, khiến hắn bị thương nhẹ. Ngươi đáng chết, để lại một câu nói, nam tử khôi ngô phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, một chuôi hắc sắc trường kiếm trong tay lóe ra quang mang dị dạng, tựa như có thể chém hư không. Trảm không kiếm, con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Lần trước hắn để chiến hồn ảnh phong biến dị thành bát phẩm, không phải là biến dị thành trảm không kiếm sao? Trong tay nam tử khôi ngô lại có trảm không kiếm chân chính. Phải biết, thân làm bát phẩm hồn binh, đế triều đều có rất ít người nắm giữ, tựa như Nam Cung Thiên Giật lần trước xuất ra Long Đế kiếm đều là chấn tộc chi bảo của đại gia tộc. Người này có thể tùy ý lấy ra cũng đủ đại biểu thân phận hắn không tầm thường, lại tăng thêm thực lực bọn hắn, Tiêu Phàm thập phần hoài nghi, bốn người này còn có Nam Hải kia đều đến từ Thánh Thành. Cũng chỉ có Vô Song Thánh Thành mới có thể có dạng nội tình cùng tài nguyên này. Ngược lại có mấy phần kiến thức, đáng tiếc, dù biết được thì nhất định vẫn phải chết. Nam tử khôi ngô mặt coi thường, đường đường chiến đế cảnh chẳng lẽ còn không phải đối thủ một chiến hoàng cảnh sao? Đoạn không chạm, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, nam tử khôi ngô đưa tay chém ra một kiếm, hư không nổi lên một đạo gợn sóng, xé rách hư không, hình thành một mảnh hắc sắc. Khu vực màu đen cho Tiêu Phàm một loại cảm giác cực kỳ bất an, nếu như lâm vào trong đó, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ trảm không kiếm thực có thể chặt đứt hư không? Trong lòng Tiêu Phàm run lên, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc lui lại, không có chính diện giao phong. Thời khắc lui ra phía sau, tu la kiếm tại hư không xẹt qua một vòng cung, một mảnh huyết sắc tà dương xuất hiện. Khiến Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là, kiếm khí huyết sắc tà dương chạm đến khu vực màu đen vậy mà tựa như bước vào không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Thực sự là một mảnh hư không khác, Tiêu Phàm cảm giác ra đầu có chút tê dại. Bát phẩm hồn binh thi triển bát phẩm chiến kỹ đúng là vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có Tu La Tam Kiếm. Tu La Tam Kiếm tuy mạnh nhưng muốn chém giết nam tử khôi ngô, đoán chừng vẫn có độ khó nhất định. Lại đến, nam tử khôi ngô nhìn thấy Tiêu Phàm trốn qua một kiếm, lập tức lộ ra một tia đăm chiêu. Sở không, con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, chẳng biết lúc nào. Tiểu Nam Hải đột nhiên xuất hiện ở không trung, căm tức nhìn nam tử khôi ngô đối diện. Nghe được thanh âm này, nam tử khôi ngô đột nhiên ngừng thân hình, lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, sở phiền thiếu gia, người thật là khiến tại hạ khổ sở, người tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Cẩu nô tài, thả bọn hắn, ta đi với ngươi. Sở phiền một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến. Mặc dù chỉ có 6-7 tuổi. Nhưng trên người hắn phát ra sát ý lại không phải giả. Sở, chẳng lẽ là người Thánh Thành Sở gia? Tiêu Phàm hít sâu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ liền nhanh như vậy cùng người Sở gia đánh nhau? Ngay cả Sở Khinh Cuồng ở bong thuyền cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu như là người Sở gia, vậy liền có chút phiền phức. Ta nếu không thả thì sao? Nghe được ba chữ cẩu nô tài, nam tử khôi ngô Sở không thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Không thả, ta liền chết trước mặt các ngươi. Sở phiền đột nhiên trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, tay nhỏ gác chủy thủ trên cổ. Một màn này khiến đám người chiến hồn học viện một trận cổ quái, bọn hắn vốn chính là tới bắt ngươi, chẳng lẽ còn sợ ngươi chết sao? Ngươi, khiến đám người mắt trợn tròn là, Sở không nhìn thấy một màn này vậy mà lộ ra vẻ kiêng dè, vội vàng lấy lòng nói, Sở phiền thiếu gia ngoan, mẹ ảnh ngài rất quý giá. Ngàn vạn không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn, ngoan, buông đao trong tay xuống. Đám người rơi mặt, ai cũng không thể đoán được kết quả như thế này.
còn không ngừng tay, tiểu nam hài Sở Phiền khanh khách một tiếng nói. Sở Không nhàu nhíu mày, vừa chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Không cần, chỉ thấy Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, chậm rãi hướng Sở Không, sát khí nặng nề nói, giết Hoa Hoàng tiền bối, liền dùng cái chết đi đền mạng. Chết, tiểu tử, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như không phải Sở Phiền thiếu gia thay ngươi cầu tình, ngươi hẳn phải chết là không nghi ngờ. Sở Không căm tức nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ánh mắt Sở Phiền lộ ra vẻ lo lắng, nhiều người như vậy, Tiêu Phàm chủ động thay hắn giấu giếm hành tung, hắn đối với Tiêu Phàm hơi có chút hảo cảm, không muốn nhìn Tiêu Phàm chết. Dù sao Sở Không là chiến đế hậu kỳ, tuy chỉ là vừa mới đột phá chiến đế hậu kỳ, nhưng chính diện giao thủ, một chiến hoàng cảnh có thể địch lại như thế nào đây? Oanh, cũng đúng lúc này, một ngọn núi nơi xa sụp đổ, một đạo kim sắc thiểm điện giận bổ xuống, cự thạch bay tứ tung, bụi bặm tràn ngập, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh niên khôi ngô mặc kim bào, một tay dẫn theo một bãi thịt nát đạp không đi tới, rất nhanh liền xuất hiện ở phía trên bong thuyền, trừ Bàn Tử còn có thể là ai đâu. Bàn Tử như vứt xác rưởi, đem bãi kia thịt nát ném ở bong thuyền. Cái này, đám người kinh ngạc nhìn bãi kia thịt nát, cảm giác da đầu có chút tê dại, trong lòng cũng rung động không thôi. Đây không phải chiến đế cảnh cường giả sao, lại bị Bàn Tử làm thịt, còn bị đập thành một bãi thịt nát. Hỗn trướng, Sở Không giận tím mặt, một kiếm chảm không kiếm hướng về Bàn Tử đánh tới. Ta nói, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm không chút do dự ngăn khuất trước người, Tu La kiếm đệ nhất kiếm huyết sát huy sái chém ra, huyết sắc quang mang đáng sợ nhuộm đỏ chân trời. Tốt, tốt, tốt. Sở Không rời khỏi bên ngoài phi độ chiến thuyền, trong tay chảm không kiếm chỉ Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, lạnh giọng nói, hôm nay, ai thay các ngươi cầu tình đều không được. Cầu tình, chiến đế cảnh, cũng không phải chưa làm thịt qua. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đối phương mặc dù là chiến đế cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực hắn cũng không yếu. Bàn Tử đều có thể chém giết chiến đế cảnh trung kỳ, hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch chẳng lẽ yếu hơn so với Bàn Tử sao? Huống chi, Tiêu Phàm không chỉ có riêng lực lượng bản thân, còn có phệ hồn huyết tàm, căn bản không sợ chiến đế cảnh hậu kỳ. Chiến đế cảnh, cũng không phải chưa làm thịt qua. Lời nói bá đạo mà tùy tiện quanh quẩn ở trên không, thật lâu không dứt. Đám người chiến hồn học viện kinh dị nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng từng giết cường giả chiến đế? Bản tôn muốn đem ngươi làm thịt, từng khối cắt xuống cho chó ăn, ta cũng phải nhìn xem, đến thời điểm ấy ngươi còn có thể tùy tiện như thế nào. Sở Không phẫn nộ tới cực điểm, nhấc chảm không kiếm liền hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trong đôi mắt Tiêu Phàm hiện ra sát phạt quang mang, từng đạo sương mù màu máu quanh người hắn lượn lờ xuất hiện, hắn không lùi mà tiến tới, cầm Tu La kiếm trong tay hướng thẳng đến Sở Không, một kiếm ẩn chứa Tu La ý chí xẹt qua hư không, nhanh đến cực hạn. Chiến đế hậu kỳ thì như thế nào? Chỉ cần ngươi là người, lão tử đều giết không tha. Oanh, kiếm khí đầy trời nổ bắn ra, bao phủ hư không, trong nháy mắt liền nhìn không thấy thân ảnh Tiêu Phàm cùng Sở Không, hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, mấy tức sau, hai người liền chiến đến cuối chân trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.